Các bạn có nghe rõ tiếng thầy nói chưa Hôm nay chắc là full hết các bạn nhá ờ, Hôm trước thì thầy đã chữa các bạn phần 1 rồi Hôm nay chính là phần số 2 Chào bạn uh, Nguyễn Văn Hoàng nhá Chào bạn Nguyễn Hoài Linh Chào tất cả các em Chào bạn Nguyễn Thanh Huyền nhá <laughs> Vào đi các em ơi à, Hôm trước thì có 2,5 nghìn bạn xem rồi nhá Hôm nay không biết là 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 có bao nhiêu bạn xem Hôm nay chúng ta sẽ full 20 câu mà gọi là hay và khó nhất của đề minh họa nhá Còn uh, mấy câu đầu này chúng ta đã làm rồi À, mấy câu đồ này chúng ta đã làm rồi nha, chúng ta vào đi. Sao không nghe gì hết vậy thầy? Ủa sao không nghe nhỉ? vẫn nghe bình thường mà, để thầy kiểm tra lại một chút nhá. Các bạn có nghe rõ tiếng tôi nói chưa? Nhóm VIP của chúng ta chuyển sang uh, uh, tối thứ bảy và tối chủ nhật tuần này nhá. Tối thứ bảy hoặc tối chủ nhật tuần này. Chào uh, bạn Hữu Thạnh nhá. Ok, chúng ta vào đi các em ơi. <laughs> các bạn nào đang xem thì chúng ta chủ động uh, like hoặc share đi các bạn nhá. Share vào uh, về trang cá nhân hoặc là share về uh, uh, trong group học tập của các bạn nhá. live stream trên YouTube cho rõ à. <laughs> Thôi hôm nay live stream ở trên Facebook thì cũng được mà, không sao. Nghe rõ là đúng không? Ok. 300 bạn rồi nhỉ. Các bạn vào đi các bạn ơi, chào các bạn nhá. <laughs> ok, chúng ta bắt đầu làm việc được chưa? Nào, nếu như chúng ta bắt đầu rồi thì chúng ta comment số 1 xuống dưới để chúng ta bắt đầu luôn nhá. Câu gió không khó thì giải bản chất đi. Ok, Hôm nay chúng ta sẽ giải bản chất hết mà yên tâm Casio nó chỉ là là phụ trợ thôi nhá Ok chưa các em à. Hôm trước thì thầy đã chữa các bạn là đến câu số 30 rồi đúng không các bạn nhỉ 30 và một số câu nó cũng khá là hay ho rồi à, Youtube muốn loát nhanh thì như thế nào nhỉ à, Nhóm VIP học tới đâu rồi Nhóm VIP tháng này sẽ là học vào về cái gì nhỉ Nhóm VIP ấy đang học về uh, nguyên hàm tích phân và nón trụ cầu Ok chưa? Thầy thống kê lại số câu mỗi phần học đi thầy. À, có cái, cái 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 gọi là số liệu ở trên mạng rồi. <laughs> Được chưa? Hôm nay chúng ta sẽ học bản chất các bạn nhá, học bản chất và kết hợp với việc là chúng ta sử dụng Casio nữa. Hôm trước thì đã dạy các bạn cái phần 1 thì đã dạy dạy cho các bạn đến câu số bao nhiêu rồi nhỉ? Đến câu số 30 hơn rồi đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chữa nhá, chữa theo từng từng phần từng phần 1 chứ không theo không không chữa theo thứ tự nhá, yên tâm chữa theo từng phần từng phần một thôi được chưa các em ơi tí vẫn live stream ở trong nhóm vip chứ thầy nhóm vip đổi sang thứ bảy và chủ nhật rồi nào bây giờ chúng ta sẽ học luôn nhá học luôn hôm nay sẽ chữa cho các bạn là 20 câu gọi là hay nhất và khó nhất của cái đề uh, minh họa này nhá thực ra thì gọi là đề minh họa thôi nhưng mà nó mà chỉ mang tính chất là tham khảo thôi các bạn ạ ok chưa À, các bạn comment số 1 thì xuống dưới để chúng ta sẽ sẵn sàng bắt đầu luôn thôi nhá. Gọi là một phút vài phút đầu chúng ta giao lưu với nhau thôi. Còn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Có 32 hôm trước chữa rồi này, có 31 chữa rồi, có 30 chữa rồi đúng không? 33 cũng chữa rồi. Từ câu số 3 đến 4 đúng không? thì thầy, thầy sẽ chữa các bạn theo từng chuyên đề một các bạn nhá. Theo từng chuyên đề một có nghĩa là các bạn học xong phần nào rồi thì chúng ta sẽ chữa phần đấy. À, rồi sau đó thì sẽ quay lại. Nói chung là đường nào thì cũng đầy đủ hết thôi. Hôm nay sẽ dành cho các bạn uh, rất nhiều thời gian để chúng ta chữa full đúng không? Chữa theo từng chuyên đề các bạn nhá thầy đăng lên cho chúng em coi lại với uh, đăng lên là đăng lên cái, cái cái gì hôm trước thì phần 1 đã chữa rồi mà các bạn có thể xem lại nhá uh, đầu tiên là chúng ta sẽ chữa rồi các theo từng chủ đề một theo từng chủ đề một chủ đề đầu tiên sẽ liên quan đến hàm số chủ đề thứ hai là liên quan đến mũ loga và hình hình học và chủ đề thứ ba là nó sẽ liên quan đến số phức và và một số bài toán liên quan nữa nhá một bài toán khó khác bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu từ chữa từ câu số 36 cho các bạn nhé 36 chữa theo chủ đề các bạn nhá, chữa theo chủ đề. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi cho thầy cái chủ đề hàm số trước. Đó. Câu 36. Câu 36 thì hôm trước thì thầy đã dạy các bạn cách để chúng ta sử dụng máy tính Casio rồi đúng không? Nếu như bây giờ bạn nào chưa xem hôm trước thì chúng ta cũng có thể xem lại nhá. Bây giờ thầy sẽ dạy các bạn cách để chúng ta giải quyết bài này theo kiểu là là bản chất của vấn đề nhá, bản chất của vấn đề thì chúng ta sẽ giải như sau. Đầu tiên là người ta hỏi các bạn là gì đây? Tìm tập hợp các giá trị thực của tham số m đúng không? Đấy, tìm m để cho cái đồ thị hàm số này hay nói chính xác hơn để cho hàm số này nó nghịch biến trên một khoảng các bạn này. Đấy, nghịch biến trên một khoảng. Cái bài này thực ra mà nói thì nó xuất hiện rất nhiều. Nó xuất hiện cực kỳ nhiều luôn các bạn ạ. Đấy, để tìm m để hàm số nghịch biến trên một khoảng thì nó xuất hiện rất nhiều trong đề thi năm 2019 này. À, còn nếu như nếu như mà người, ta bảo là đồng biến hoặc nghịch biến trên giờ thì nó lại dễ quá đúng không? Vậy bài này nó chỉ có một phương pháp là nếu như chúng ta có chưa tham số m thôi. Đó là phương pháp gì các bạn nhỉ? Là cô lập m và và biện luận nhá. Cô lập m và và biện luận. Đấy. Được chưa? Còn bài này nếu mà sử dụng Casio thì nó chỉ mất 30 giây thôi. Thầy hôm qua thầy dạy rồi. Hôm qua rồi nhá. Các bạn biết là tuyệt kỹ Casio để giải bài này thì nó chỉ mất đúng 30 giây thôi. Còn làm phương pháp cô lập m thì đương nhiên là nó sẽ khó hơn một tí nhá. Và đương nhiên nó sẽ dài hơn một tí đó là điều đương nhiên rồi. Đấy, còn 30 giây nó chính là dùng phương pháp Casio thì thầy đã dạy các bạn rồi đấy Ở phần 1 rồi nhá Vậy chúng ta sẽ dự giải bài này như thế nào Đầu tiên các bạn sẽ tính cho thầy đạo hàm nó ra đấy, Chúng ta có ý phẩy là bằng gì Là bằng trừ 3x bình này đúng không Và trừ cho 12x này đúng không Và cộng cho một quả đơn 4m chứ trừ 9 Đấy tính đạo hàm nó ra Rồi sau đó thì nó như thế nào đây Nó nghịch biến trên một khoảng đúng không Các bạn nhớ thầy cái động trạng từ nghịch biến này Có nghĩa là nó phải nhỏ hơn hoặc bằng Nhỏ hơn hoặc bằng không Đấy, được chưa? Có bằng nhá, hàm số đa thức thì các bạn cứ tự tin là bằng, còn phân thức thì không có dấu bằng đâu nhá. Phân thức là không có bằng. Còn đây là hàm đa thức thì các bạn nhớ là đạo hàm của nó phải nhỏ hơn bằng không Với mọi x như thế nào đây? Với mọi x nó sẽ thuộc khoảng từ âm vô cùng cho đến cho đến trừ -1. Đấy, thì các bạn chú ý thầy là bài này nó chính là âm vô cùng đến trừ -1. Ok chưa? Đấy, thầy cố gắng là là, là dạy bản chất cho các bạn trước nhá. Đấy, dạy bản chất cho các bạn trước thì tất cả 100% ở đây đang còn 700 bạn đã xem đây rồi nhá. Chúng ta đều có thể hiểu luôn thì chúng ta có này, nếu tí nữa thì thầy sẽ dạy lại các bạn về về, về cái cách khai Thế cô lập m có nghĩa là gì? Là chúng ta phải chuyển về m, tất cả những cái gì mà có liên quan đến m thì phải cho nó nằm ở một vế và những cái gì có liên quan đến x ẩn chúng ta phải nằm một vế, đúng chưa? Vậy, chỗ này thì các bạn chú ý này. 4m 9 của chúng ta là các bạn để nguyên như thế cho thầy. Là chúng ta có này, 4m 9 nó cứ để nguyên như thế, đúng không? Nó sẽ nhỏ hơn được bằng gì? Nó nhỏ hơn được bằng toàn bộ những cái này này. Chúng ta vứt sang về bên phải cho thầy. Tức là nó còn lại là 3x bình đúng không? Và cộng cho 12, 12x Đấy, được chưa Và nhớ rằng x của chúng ta vẫn là thuộc khoảng từ âm vô cùng đến trừ 1 Và cái này nó chỉ đúng được khi và chỉ khi Là gì Là 4m trừ 9 của chúng ta ấy, Nó phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị Min của hàm số fx Trong đó fx nó chính là cái này này Fx của chúng ta nó chính là bằng với 3x bình cộng với 12 12x Được chưa, min của hàm số uh, Fx tức là 3x bình cộng 12x Trên khoảng từ âm vô cùng đến trừ 1 Tức là bây giờ nhiệm vụ của các bạn là phải tìm giá trị Min của nó trên khoảng này đúng không? Min của hàm số trên khoản này thì chúng ta có rất nhiều cách. Mà khi mà đã làm bản chất thì chúng ta nên vẽ bảng mình tiên nó ra. À, chúng ta nên vẽ bảng mình tiên nó ra bằng cách như sau. Thầy sẽ tính nhanh các bạn này. Ví dụ y phẩy của nó bằng bao nhiêu? Y phẩy nó chính là bằng 6x cộng cho 10, 12 và sau đó cho nó bằng 0 thì chúng ta sẽ suy ra x bằng mấy nhỉ? x bằng trừ -2. Đó, x bằng trừ -2 các bạn thay vào đây. Thì y mấy? Trừ -2 là chỗ này là mấy nhỉ? Là bằng trừ -12 đúng không? Y bằng trừ -12. Đấy. Ok chưa? Thay trừ -2 vào đây này bằng 4 3, 12, 12 cộng ở uh, với trừ 24 tức là nó bằng với trừ trừ 12, 12 rồi sau đó các bạn vẽ bảng mình thiên thằng này ra nhá nhưng mà nhớ rằng là chúng ta chỉ cần xét trên khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 1 thôi chúng ta có như thầy như sau đây là x này đúng không đây là y này âm vô cùng này Đấy, trừ 2 này và và trừ 1 thôi nhớ nhá chúng ta chỉ cần xét Trên khoảng từ âm vô cùng đến trừ một thôi còn ngoài ra thì chúng ta không cần phải quan tâm rồi sau đó tại trừ hai thì y phải bằng bằng không trong trái ngoài cùng tức là trong mang dấu âm và ngoài mang dấu gì là mang dấu gì nhỉ? Là dấu dương. Đấy. Và cộng trừ thì đi xuống, cộng thì thì đi lên và chúng ta biết là trừ 2 thì nó lại bằng mấy? Bằng trừ 10, 12. Đấy, được chưa? Thì chúng ta nhìn thấy luôn thì có nghĩa là chúng ta quan sát vào bảng mấy thiên này chúng ta sẽ thấy thầy rằng là cái min của cái hàm số fx nó chính là bằng tại trừ 12. Đấy, được chưa? Ok chưa? Thì suy ra là 4m 9 của chúng ta nó phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị min của nó. Tức là chúng ta có 4m 9 nó phải nhỏ hơn hoặc bằng gì? Bằng 12, đúng chưa các bạn? cho các bạn chuyển với đổi dấu thôi nhỉ là 4m sẽ là những như thế nào nhỏ hơn hoặc bằng gì là trừ 3 và tương tự đó là m sẽ nhỏ hơn hoặc bằng trừ 3 phần phần tư đấy m nhỏ hơn bằng trừ 3 phần tư có nghĩa là m sẽ thuộc từ âm vô cùng cho đến trừ 3 phần tư và chúng ta sẽ suy ra cho thầy đó chính là đáp bàn c ok chưa đó là cách chúng ta hiểu bản chất nhé bài này nếu như làm kiểu bản chất chắc chắn chỉ có một cách duy nhất là cô lập m và biện luận thôi Đấy, đó là cái cách duy nhất của chúng ta như thế này Và thầy đã dạy các bạn cách cô lập mờ có nghĩa là gì Là cho mờ nó nằm hẳn về một vế Đúng không? Nó có thể vế trái vế phải gì đó cũng được Tùy các bạn Nhưng mà rõ ràng là trong này thì chúng ta thấy 4 m trừ 9 các bạn để nguyên như thế Và trừ 3 x bình trừ 12 x thì vứt sang một vế Và chúng ta có nhìn vào đây thì nó rõ ràng là Nó có hai đồ thị một cái là 4x, 4 x 4 m 9 Và một cái đó chính là hàm số này Ok chưa? Đấy thì chúng ta sẽ làm được ra ngay và tìm ra giá trị min của nó thì chả nhẽ không tìm được giá trị min của nó. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho 4m 9 nó phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị min của nó. Ok chưa? Đấy, đấy đúng rồi chính xác. Đó, nhiều bạn bảo là thầy giảng chậm thôi, anh em còn theo kịp đúng không? Bài này nó thật với các bạn là nó xu hướng của năm 2019 rồi. Là tìm m để cho hàm số đa thức nó đồng biến hoặc nghịch biến nhớ rồi là trên một khoảng. Đấy chưa? Đấy, nó là trên một khoảng, đó là xu hướng của năm 2019. Cái đề này có rất nhiều Ok. Hiểu bài này chưa? Nhưng mà bài này nếu mà làm làm, làm 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 tay là như thế thôi, đây là cách làm bản chất này. Nhưng mà làm máy tính của chúng ta nhá. Nếu các bạn sử dụng máy tính Casio thì thầy dạy lại các bạn là nó chỉ mất đúng 30 giây thôi. ba 30 giây là chúng ta sẽ suy ra ngay đó là đáp án nào. Và hầu như là cái này nó có một cách làm chung. Ok chưa? Cách 30 giây thôi. Bây giờ thầy dạy lại cho các bạn cái cách chúng ta sử dụng máy tính Casio để giải quyết đúng 30 giây thôi nhá. À, chấp hết tất cả mọi thứ này mà khi đã dùng máy tính Casio cá thì các bạn bỏ qua hết tất cả những cái bước này luôn, bỏ qua hết. Thằng này là bỏ hết đúng không? Đấy, đó là làm tay mới làm thế thôi. Còn nếu mà làm máy thì làm gì? Làm máy thì chúng ta sẽ sử dụng thầy như sau. Các bạn chú ý này. À, cách làm nhá. Thực ra thì thầy dạy lại từ một tí thôi. Hôm trước nếu bạn nào mà mà xem phần 1 thì thực ra thì mình thấy ngay. Đó, đầu tiên chúng ta ship 93 bằng bằng. Các bạn nhớ nhá, ship này 93 bằng bằng để chúng ta reset lại máy thầy nhá. Rồi sau đó chúng ta bấm cái quá gì? Là các bạn nhớ thầy này, tất cả mọi bài hàm số mà người ta bỏ là đồng biến hoặc nghịch biến thì thì làm sao? Là bấm ship và tích phần. Ok chưa? Ship và tích phần. Đấy, cái móc này này. Ok chưa? Đấy. sau khi các bạn bấm được như thế rồi thì nó như thế nào? Là nó sẽ hiện ra cho thầy đó là hai cái ô trống. Một ô trống thì rất to đúng không? Ê, ô trống to này và một ô trống thì bé, đúng không? Và ô trống lớn này thì chúng ta làm cái gì? Là các bạn nhập cho thầy cái hàm số này vào, nhập toàn bộ cái hàm số này vào nhá. Nhưng nhưng mà nhớ thầy này. Trong M này có nghĩa là gì? M các bạn nhập cho thầy là y, tức là thầy có này, trừ x mũ 3. Đúng không? Đấy, trừ 6x bình đúng không? Đấy, được chưa? Nhập vào nhá, mở hóa đơn 4M, 4M thì các bạn nhớ như thầy là nó phải nhập là gì? Là 4Y. Ok chưa? Và trừ trừ 9. Đấy, lưu ý rồi nhá. Và nhân cho x. Nhập cho đúng nhá, không nhập sai không tính được đâu. Và cộng cho cộng cho 4. Đấy. Vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong như thầy đó chính là gì? Là là nhập hàm số ở trong cái ô trống lớn. Và ô trống bé này thì nó như thế nào đây? Ô trống bé này là x bằng mấy đúng không? Người ta hỏi các bạn rằng là x bằng mấy? X bằng mấy thì chúng ta phải căn cứ vào cái khoảng này các bạn này. Người ta bảo là đồng biến hoặc nghịch biến như khoảng nào thì chúng ta phải chọn một giá trị x mà để chúng ta thay vào. Nhưng mà trong bài này thì các bạn chú ý cho thầy rằng là nó sẽ khoảng từ âm vô cùng đến trừ một đúng không? Khoảng từ âm vô cùng đến trừ một đúng không? Thì chúng ta không được phép lấy số đẹp. Đấy, nhiều bạn bảo lấy luôn cái trừ hai là các bạn đã thua rồi. Lấy trừ hai thực ra thì nó vẫn thuộc khoảng này nhưng các bạn không được phép lấy bởi vì nếu lấy thì nó sẽ có rất nhiều đáp án có thể đúng được. À, chúng ta muốn tìm ra một cái đáp án mà chính xác nhất có thể thì không được phép lấy số đẹp. Được chưa? Đấy, không được phép lấy số đẹp mà chúng ta phải làm gì là chúng ta phải lấy số sấp chỉ nó sấp chỉ hai đầu mút ở đây thì chúng ta thấy cho thầy là trừ một đúng không thì sấp xỉ nó nhất thì chúng ta nên lấy trừ trừ một đúng không trừ một một hoặc trừ một đấy ok chưa ok chưa đấy sau đó các bạn bấm clc cho thầy thôi đây clc là nút này này là can đúng không và người ta hỏi x bằng mấy thì chúng ta thấy vừa nhập xong là x bằng trừ một một đúng không thì các bạn nhớ 1 trừ một là các bạn để nguyên như thế như thầy từ đầu đến cuối luôn đấy, bằng người ta hỏi y mấy đúng không y bằng mấy thì chúng ta phải căn cứ vào bốn đáp án này, này các bạn này bốn đáp án này đấy chúng ta thử cho thầy một giá trị bất kỳ trong bốn đáp án này và trong bài này thầy có thể bấm cho các bạn một cái giá trị là x bằng y m bằng không đấy không bằng đấy các bạn nhìn thấy không nó ra kết quả là bằng 57 phần 100 Vậy chứng tỏ là đạo hàm tại M bằng 0 Và x bằng trừ, trừ 1,1 là nó ra dương Mà ra dương thì chứng tỏ là nó không đúng Đấy, không đúng Nhớ nhá là không đúng Vì sao lại không đúng? Bởi vì rõ ràng là bài này người ta bảo là tìm nghịch biến Nghịch biến thì kết quả nó là là phải ra bằng, bằng âm mới được Còn nếu như ra dương là tạch luôn các bạn hiểu ý thầy chưa? Nếu như ra âm thì mới đúng, còn ra dương là tạch luôn. Vậy chứng tỏ là ngu thì vẫn biết là loại thằng thằng này đi. không à, là sai rồi nhá. X bằng không sai rồi nhá. Thằng này cũng loại nốt đi. Đúng không? Bởi vì chúng ta vừa thử cho thầy là gì? X bằng không là nó ra dương đây còn gì nữa. Đấy. Ok chưa? Nó không mờ đâu. Mờ là do máy của các bạn chứ không mờ đâu. Nó cực kỳ nét luôn đấy nhá. Các bạn nào đang xem thì chúng ta chủ động share đi Share về học hôm nay là một cái bài mà thầy dạy các bạn tuyệt kỹ Casio kết hợp với việc là skin giải nhanh luôn Ok các bạn có thể học theo cả hai Học cả bản chất lẫn học theo kiểu là Casio Và nhớ rằng là Casio nó chỉ học được khi và chỉ khi các bạn hiểu được bản chất và đề Tại sao thầy lại bấm được như thế này Bởi vì đây nó chính là cái công cụ tính đạo hàm của hàm số tại một điểm Đấy được chưa và sau đó thì các bạn như thế này, nó chỉ còn hai đáp án là đáp án B và đáp án C đúng không? Nhưng rõ ràng đáp án B này cũng loại đi. Đấy, vì sao lại loại đi bởi vì đáp án B này nó có chứa x bằng 0, đúng không? Có chứa m bằng 0. Đúng không? Đấy, hiểu chưa? Nó bằng 0 có nó nằm trong khoảng này không? Nó nằm thì chứng tỏ là loại đáp án B này đi nó chỉ còn lại đáp án C. Vậy chúng ta thấy cho thầy rằng là chỉ cần một thao tác bấm duy nhất là chúng ta biết được đáp án nào ngay. Các bạn nhìn thấy không? Vậy công nhận là bài này có thể làm được trong 30 giây được không? Quá được luôn, chấp cả việc bấm máy tính luôn. Các bạn nhìn thấy không? Chấp cả việc bấm máy tính. Vậy trong này thì nó chỉ cần có cho thầy một nguyên tắc là gì? Nguyên tắc để các bạn bấm được mọi bài dạng như thế này các bạn lưu ý này. Là thằng M thì chắc chắn là nhập bằng Y rồi nhá Thằng M thì nó chính là nhập bằng Y Đấy, được chưa? Rồi sau đó thì chúng ta khi can thì nó sẽ có hai ô trống Nhưng mà ô trống bé Người ta hỏi là nghịch biến trên khoảng nào hoặc đồng biến trên khoảng nào Thì chúng ta không được lấy số đẹp Nếu lấy số đẹp thì chắc chắn chúng ta sai mà chúng ta sẽ lấy cho thầy cái số nào mà sấp xỉ hai đầu mút đấy được chưa Sấp xỉ hai đầu mút ở đây thì nó chỉ có một cái đầu mút là trừ một thôi thì chúng ta vẫn vẫn làm gì à chúng ta vẫn có thể sử dụng cho thầy là sấp xỉ nó là sấp xỉ cái trừ một này này À, đương nhiên là bài này dùng mút 7 vẫn được Nhưng mà bài này dùng mút 7 nó sẽ lâu hơn rất nhiều Và thậm chí nó sẽ sai số hơn nhiều Đấy Ok chưa Câu 34 và câu 35 tí nữa nhá Thầy đang chữa theo chuyên đề Nhớ nhá Không chữa theo thứ tự mà chữa theo chuyên đề Ví dụ chuyên đề hàm số thầy chữa một phát xong Sau quay trở lại chữa, chữa về chuyên đề hình học Đấy ok chưa trong chưa? Đấy câu số 36 là một câu rất hay nhá. Không hiểu sao năm nay bộ lại cho có thể dùng Casio được. Nhưng mà nhớ rằng là chúng ta phải học cả hai, học cả bản chất, học cả Casio thì mới tránh trường hợp là bộ lừa chứ còn bây giờ mà các bạn cứ học mỗi ca là thầy không khuyến khích nhớ nhá ca nó chỉ học được khi và chỉ khi các bạn hiểu bản chất tức là phải làm được cách bản chất sau đó thì mới áp dụng được cái cách vào thôi xong chưa các bạn xong rồi nhá là chúng ta chữa theo từng chuyên đề câu tiếp theo nào câu tiếp theo là câu số 43 mươi nhá câu số 43 yên tâm là sẽ chữa full hết tất cả 20 câu khó nhất của đề này cho các bạn nhá theo skin giải nhanh luôn Đấy, cách nào giải nhanh nhất là thầy sẽ đưa ra cho các bạn ok chưa Đấy. Tiếp tục là câu số 43 Câu số 3 là một cái câu đúng không? Nó cũng rất là hay Và đa số xu hướng ra đề của năm 2019 là người ta sẽ cho các bạn là là đồ thị hoặc là bảng mình thiên Và sau đó sẽ hỏi các yếu tố mà liên quan đến cái bảng mình thiên hoặc đồ thị đấy Đó chính là xu hướng ra đề Đấy các bạn cứ để ý cho thầy cho mà xem Hầu như đề thi thử của trường nào, đề học kỳ hay là đề minh họa gì đó Nó cũng thế, nó có rất nhiều cái bài nó liên quan đến đồ thị hoặc là liên quan đến bảng mình thiên Và đây cũng chính là một bài để minh chứng cho điều đấy Được chưa? Đó chính là một điều về minh chứng cho điều đấy Thế thì bài này chúng ta sẽ xử lý như thế nào Thì các bạn chú ý cho thầy như sau Bản chất của bài này là người ta cho các bạn một cái đồ thị Thằng này là đồ thị của hàm số y bằng fx Đúng chưa? Thầy giảng chậm rãi cho 1.000 bạn Có thể hiểu luôn nhá Đấy, thầy live stream thì ít như ít nhất thì cũng phải là 1.000 bạn xem Nên yên tâm đi Ok chưa? Đáp án thì nó không phải là con cái quan trọng đâu đấy. Cái quan trọng nhất là các bạn phải hiểu vì sao Mới là cái quan trọng Nhá, phải hiểu bản chất Bài này là dạy theo kiểu bản chất này bản chất của vấn đề mà cách nhanh nhất có thể nhá có skin để chúng ta giải nhanh skin được chưa giải nhanh luôn giải mắc nhanh luôn <laughs> được chưa mắc nhanh luôn nhá nhưng mà phải hiểu bản chất vậy bản chất ở đây các bạn phải chú ý này là gì là phải hiểu được cho thầy rằng là ít nhất nhá tối thiểu nhất nhá là phải xem được rằng là đề nó cho cái gì và nó hỏi cái gì đó là bản chất của vấn đề được chưa các bạn chú ý này khi người ta cho các bạn một đồ thị y bằng fx và người ta hỏi các bạn là gì đây nhớ là những bài này này là các chắc các bạn phải xác định rằng là nó đều là gì? Đều là 8 cộng hết rồi nhá. Để các bạn phải chú ý xác định cho thầy là như thế. Tiếp tục này, f của x, f của sin x bằng m. Đó, f sin x bằng m có nghiệm. À, nó động chạm đến hai từ nhạy cảm này này là có nghiệm thuộc khoảng từ 0 đến pi. Đấy, chốt lại một câu rằng là người ta cho các bạn một đồ thị f(x). Được chưa? Liên tục gì đấy, ABC, z Người ta hỏi tìm m để cho thằng này nó có nghiệm thuộc khoảng từ 0 đến pi. Vậy nó động chạm đến hai từ đó là từ có nghiệm. Đấy, các bạn nhìn thấy hai từ này nhạy cảm không? Có nghiệm có nghĩa là gì? Là có nghĩa là nó động chạm đến từ vấn đề liên quan đến tương giao tương giao tức là giao điểm của hai đồ thị và rõ ràng nó chính là gì là giao điểm của hai đồ thị đó là đồ thị nào các bạn nhớ này đây là f của Sinic nhá nó bằng với m đúng không muốn có nghiệm thì nó có nghĩa là là chúng ta có thể hiểu rằng là nó sẽ là giao điểm của hai đồ thị một đồ thị là y bằng f của Sinic và một đồ thị đó chính là đường thẳng y bằng y bằng m được chưa nhưng mà này chúng ta có thể đặt được đặt được ẩn phụ có nghĩa là các bạn đặt cho thầy này chúng ta có thể đặt cho thầy này như sau các bạn đặt sinh bằng t Đấy, sin x bằng t. Nhưng mà vấn đề nằm chỗ là nếu x chạy trong khoảng từ 0 đến pi thì các bạn có thể hiểu cho thầy như sau, vẽ ra cho thầy một trục số nhé Cái kiến thức này là kiến thức lớp 11 nó đan xen vào cả chương trình lớp 12 nữa. Thì chúng ta thấy này, đây là trục cốt này đúng không? Cốt x này. Đấy, đây chính là trục sin x này, được chưa? Và đây là 0 luôn. Đấy, đây là pi trên 2 này và đây là là pi, chuẩn chưa? Và khi người ta bảo là x nó chạy trong khoảng từ 0 đến pi, x nó chạy trong khoảng từ 0 đến pi nhá thì chúng ta phải tìm ra cho thầy cái t này nó sẽ chạy trong khoảng nào nó sẽ chạy trong khoảng từ từ 0 cho đến 1 nhưng mà tại 1 là có dấu bằng. Đấy, tại 1 có dấu bằng nhưng mà tại 0 là không có dấu bằng. Thế vì sao thế? Các bạn phải hiểu thằng này, bởi vì học khá là học giỏi nó ăn nhau chỗ này luôn. Đúng không? Đấy, học khá là học giỏi nó ăn nhau chỗ này luôn. Đấy, Nếu bạn nào học bình thường thì bạn chỉ biết được khoảng thôi, nhưng những bạn nào học chắc chắn kiến thức thì các bạn phải hiểu như thế là nó có thể đạt tại 1 được. Vì sao nó đạt tại 1 được? Bởi vì các bạn nhìn thấy này. Đó là toàn bộ x nó chạy từ 0 đến pi thì có nghĩa là nó nằm ở phía, phía phía trên này các bạn này, nó nằm phía trên của trục trục OX được chưa? Nằm phía trên. Và tại hai cái thằng này nó không thể bằng được, nhưng mà tại một thì có thể đạt được bởi vì nó đi qua điểm này. và tại điểm này thì sin của nó bằng bằng 1. Đấy, hiểu chưa? Sin của nó bằng 1 tại điểm này được. Còn bằng 0 thì không thể đạt được. Đấy, ok chưa? Vậy chốt lại là T của chúng ta nó sẽ chạy trong nửa khoảng từ 0 đến 1. Được chưa? Ok chưa? Đấy, rồi, tiếp tục nào vậy để phương trình này có nghiệm thì suy ra chúng ta sẽ chuyển cho thầy là về phương trình đó là ft của thầy bằng m là là có nghiệm Đấy, khi t chạy từ chạy từ đâu nửa khoảng từ 0 cho đến một nửa khoảng từ 0 cho đến một để phương trình này có nghiệm thì có nghĩa là gì là có tương giao là đồ thị y bằng ft nó phải cắt được cái đường thẳng y bằng m thằng này là đồ thị này thằng này đồ thị này đúng không đồ thị c đi đấy và cái này nó chính là đường thẳng này chuẩn chưa đường thẳng này. Đấy các bạn chú ý rằng là có nghiệm nó có nghĩa là gì? Có nghiệm là tương giao. Đấy có nghiệm là tương giao tức là nó phải cắt được nhau. Thì các bạn nhìn thấy cho thầy như sau: trên nửa khoảng từ 0 đến 1, nửa khoảng từ 0 đến 1 là thằng nào đến thằng nào? Đấy. đấy. Nửa khoảng từ 0 đến 1 thì các bạn nhìn thấy cho thầy đồ thị của nó nó sẽ chạy từ đây đến đây này. Các bạn nhìn thấy không? đấy, cái phần mà nét màu đỏ ở thầy đây. Đây chính là toàn bộ cái đồ thị của y uh, bằng ft, y bằng ft. Đấy, khi x chạy, khi t chạy từ 0 đến 1, 0 đến 1 đúng không? Đấy. Và để có nghiệm thì các bạn nhìn thấy là đường thẳng y bằng m của chúng ta phải như thế này. Đường thẳng y bằng m của chúng ta nó sẽ luôn luôn nằm cái giữa cái đoạn bút đỏ này. Đúng không? Và nó sẽ bằng được ở đâu? Ví dụ x bằng 1, t bằng 1 thì suy ra là nó sẽ là y của nó bằng -1. Đấy, được chưa? Trừ 1. Còn nếu như mà bằng 0 thì suy ra là nó lại bằng à, sấp xỉ sấp xỉ một đúng không? Thì chúng ta phải hiểu cho thầy là ít nhất là m của chúng ta ít nhất nhá là nó vẫn nằm trong khoảng từ trừ một cho đến một đã. Ít nhất là m của chúng ta nó nằm trong khoảng từ trừ một đến một thì nó mới cắt được đúng không? Cắt tại hai điểm luôn các bạn ạ. À, ở à, trên nó cắt tại một điểm luôn, là cắt tại điểm này này, đúng không? Nhưng mà vấn đề nó nằm chỗ là gì? Ở chỗ này là nó có bằng tại x bằng t bằng một thì các bạn nhìn thấy t bằng một ở đây thì suy ra là cả hàm số đấy là là trừ một được thì chứng tỏ tại trừ một có dấu bằng, đấy, tại trừ một là là có dấu bằng, đúng chưa? tại trừ 1 là nó sẽ có dấu bằng. Sao chưa? Ok chưa? <laughs> tại trừ 1 có dấu bằng thì suy ra đó là đáp án nào đây các bạn nhỉ? À, suy ra nó là đáp án nào? Nó chắc chắn là đó là đáp án D nhá. nó là đáp án D. Chắc chắn đó là đáp án D. Nhớ nhá, nó sẽ phân biệt nhau luôn. Đấy, tại ở dấu bằng. Còn nếu như bạn nào chọn đáp án B thì chắc chắn là bạn đã chết luôn. Đấy, ok chưa? Chết luôn, ngay và luôn. <laughs> Xong chưa? À, chữa theo từng chuyên đề các bạn nhé, chữa theo từng chuyên đề Tất cả những cái gì mà liên quan chuyên đề hàm số thầy sẽ chữa trước cho các bạn Rồi sau đó chúng ta sẽ quay sang các chuyên đề tiếp theo Tiếp tục nào à, Câu số 48 lại à, Câu số 48 Câu số 48 Lưu ý nhá Câu số 48 em vẫn chưa hiểu chỗ khoảng à ui rồi tí, tí nữa thì nếu như mà 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 phần cuối buổi thì nếu như bạn nào chưa hiểu chỗ nào thì thầy sẽ có thể tua lại thôi bởi vì đây đang có một nghìn anh em xem rồi nhá thầy giải lại chỗ bằng trừ một đi ạ à. bằng trừ một là chỗ nào nhỉ bằng trừ một là chỗ nào đây bằng trừ một đấy bằng trừ một tại sao là bằng trừ một bởi vì t nó chạy nó khoảng từ 0 đến một đấy t nó chạy nó khoảng từ 0 đến một tức là t bằng không thì làm gì t bằng không thì f của t f của t thì chúng ta sẽ suy ra là bằng bằng một Đấy, được chưa? Tiếp tục, T bằng 1 thì suy ra FT nó sẽ là bằng bằng trừ 1. Ok chưa? Đấy chúng ta phải hiểu là T của chúng ta nó đang dạy gì? T của chúng ta nó đang thuộc khoảng từ 0 cho đến 1 đúng không? Nửa khoảng từ 0 đến 1 thì suy ra FT của chúng ta nó sẽ chạy trong khoảng từ gì? Là nó sẽ chạy trong khoảng từ trừ một đấy đúng không cho đến cho đến cho đến một đúng không trừ một cho đến một Đấy, và đương nhiên là tại trừ 1 này thì suy ra nó có dấu số bằng. Đấy, và chỗ này là không có dấu bằng thì chúng ta bỏ mờ vào thôi. Đúng chưa? Ok chưa? Đấy, đó chính là một số câu nó rất là hay và đương nhiên là bài này thì những bạn nào mà nó có level khá rồi thì đương nhiên là bạn nhìn một phát là ngay bởi vì có động trạng về từ có nghiệm, có nghĩa là tương giao. Ok chưa? Tiếp tục. Chúng ta sẽ chữa theo từng chuyên đề các bạn nhé Chuyên đề nào thì chúng ta sẽ chữa nốt cái chuyên đề đấy đã, rồi sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại sau. Uh, câu số 48. Ôi giời câu 48 thì hôm qua thầy đã dạy các bạn cách chúng ta sử dụng Casio rồi đúng không? Nó chỉ mất tầm 30 cho đến 45 giây thôi. Đấy, là cách chúng ta sử dụng Casio. Đúng không? Hôm qua thầy đã dạy các bạn rồi. Đấy, là full Casio thì nó sẽ là mất từ 30 đến 45 giây đối với những bài như thế này. Nếu trong trường hợp là các bạn hiểu bản chất. Hôm qua thầy đã dạy rồi nhá. Ở phần số 1 rồi. Nếu bạn nào chưa xem thì chúng ta sẽ xem lại. Ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu là bài này thầy sẽ giảng lại các bạn cách chúng ta dùng bản chất này. Thằng này là dùng bản chất nhá. Đó, bản chất như sau bản chất này thì chúng ta chú ý cho thầy như sau đây là người ta cho cái gì bản chất có nghĩa là các bạn đầu tiên là các bạn phải hiểu rằng là đề này thằng này nó cho cái gì đã là người ta cho các bạn một bảng gì đây bảng này không phải là bảng biến thiên mà bảng này nó được gọi là bảng gì xét dấu của đạo hàng đấy bảng này được gọi là bảng xét dấu đạo hàng đúng chưa đấy cứ âm dương âm dương âm dương này được gọi là bảng xét dấu chứ không phải là là bảng biến thiên cũng không phải là đồ thị thế thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây là đề bài cho nhá bây giờ người ta hỏi này hàm số này đúng không hàm số này này Đồng biến trên khoảng nào dưới đây Đúng không Đồng biến trên khoảng nào dưới đây Thì chúng ta chú ý với thầy như sau Muốn biết đồng biến nghịch biến cứ khó hai từ này Chúng ta luôn luôn phải tính đạo hàm nó ra Tức là chúng ta phải nhớ với thầy có công thức là đạo hàm của hàm hợp Tức là F u Đấy Tất cả phẩy Đúng không Thì bằng U phẩy nhân cho F phẩy của, của U Công thức đạo hàm của hàm hợp được chưa Vậy tương tự như thế chúng ta sẽ tính đạo hàm cho thầy thằng này Bằng cách như sau Y phẩy này Y phẩy bằng gì 3 là số không liên quan F của x cộng 2 tất cả phẩy thì cũng chính là bằng F phẩy của gì? X cộng 2 luôn nhá. Bởi vì đạo hàm của x cộng 2 bằng 1 mà. Và trừ cho gì? 3x bình mà mà cộng cho cộng cho 3, đúng không? Thì nó rõ ràng nó phải là lớn hơn hoặc bằng bằng 0. Đấy, ok chưa? Nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Được chưa? Vì nó đồng biến mà. Đấy, tương tự tương tự chúng ta có đặt 3 làm nhân tử chung cho thầy nhá. Các bạn đặt 3 làm nhân tử chung trong ngoặc sẽ còn lại là gì? Nó sẽ còn lại là F của F phẩy của x cộng 2 Đấy, được chưa? F phẩy của x cộng 2 Mà cộng cho gì? Cộng cho cái gì đây? Là trừ x bình cộng 1 đúng không? Trừ x bình cộng 1 thì có nghĩa là 1 trừ x bình Đấy Nó sẽ lớn hơn hoặc bằng không Ok chưa? Đấy, ok chưa? Đó, tí nữa thì thầy sẽ dạy còn nếu như các bạn nó thích thì thầy sẽ dạy lại bằng cách Casio luôn. Nó chỉ mất 30 giây thôi, 30 45 giây thôi. Nó cực kỳ vi diệu luôn. Không hiểu sao thầy còn rất là lạ. <laughs> Bởi vì nói thật là thầy rất là yêu thích cái vấn đề về Casio nhưng mà phải hiểu bản chất. Hiểu bản chất nhá. Đấy, không hiểu sao năm nay bộ lại cho can trôi nhiều thế. Thầy sẽ dạy các bạn yên tâm. Vậy các bạn chú ý cho thầy này. Đấy, các bạn chú ý thầy này. Là bây giờ chúng ta phải xét xét cái trường hợp nhá. Thằng này, các bạn xét cho thầy thằng này, xét thằng này này và thằng này. Cái này là thằng số 1, thằng này là thằng số 2. Thì các bạn nhìn thấy quan sát vào cái bảng xét dấu của nó, đúng không? Các bạn quan sát về bảng xét dấu của nó Đây là bảng xét dấu của F X Thì chúng ta nhìn thấy một điều rằng là gì F X nó đang lớn hơn không Ở trong trường hợp nào nó nó phải nằm trong khoảng từ 1 đến 3 đúng không Đúng không Nó nằm trong khoảng từ 1 đến 3 đúng không, đúng không? đấy vì bởi vì nhìn thấy dương này dương này đấy tức là gì tức là với với f phẩy x mà nó lớn hơn không thì tương đương với x của chúng ta nó sẽ là nằm trong khoảng từ 1 cho đến cho đến 3, đúng chưa nó sẽ nằm trong khoảng từ 1 cho đến 3 ok chưa vậy ở đây thì chúng ta thấy cho thầy là f phẩy của thằng x cộng hai mà nó dương thì chúng ta phải hiểu là bản chất của đồ thị là đạo hàm của x cộng hai với cả đạo hàm của x thì nó giống như gì như thế này nó giống về bảng sẽ dấu Đấy, ok chưa? Nó giống về bản chất dấu nó giống IC đúng không? Nhưng mà chúng ta chỉ cần thay cho thầy chỗ nào có x thì các bạn thay bằng x cộng 2, tức là thầy sẽ có là chỗ này là x cộng 2 nó sẽ lớn hơn 1 và nó nhỏ hơn 3. Đấy, được chưa? f phẩy x nó lớn không thì x nó chạy ở khoảng này. Thế f phẩy x cộng 2 nó lớn không thì x cộng 2 nó phải lớn 1 và nhỏ hơn 3. Nó thay thế chỗ nào có x thì các bạn thay bằng x cộng 2. Đấy, ok chưa? Và tương tự là chúng ta sẽ thấy được chỗ thầy là x nó sẽ lớn hơn bao nhiêu? Nó sẽ lớn hơn trừ -1 và nó nhỏ hơn nhỏ hơn 1, đúng không? Đấy, nó lớn hơn trừ 1 và nó nhỏ hơn 1, được chưa? Một cái nhá, chú ý nhá. Ok chưa? Và một cái nữa đó chính là nhiều bạn hỏi là thầy ơi sao còn một cái khoản nó là 4 đến dương vô cùng đúng không? 4 đến dương vô cùng cũng được nhưng mà nó không cần thiết. Đấy, không cần thiết. Thì đi nữa thầy sẽ dạy các bạn tại sao không cần thiết. Mà nếu như thích thì chúng ta sẽ làm thêm một trường hợp nữa luôn. Là hoặc đó chính là x cộng 2 nó phải lớn hơn 4 đúng không? x cộng 2 này này, nhớ nhá, x cộng 2 nó phải lớn hơn lớn hơn 4 phải tương đương với x nó sẽ như thế nào? Lớn hơn 2 được chưa? Lớn hơn, lớn 2. Đấy, x nó sẽ lớn 2, được chưa? Đây là trường hợp 1 nhá. Các bạn xét cho thầy đây xét xét thằng 1 này. Xét 1 chúng ta có như thế này, xét 1 là xét cái f của x cộng 2 chúng ta đã có như thế này rồi đúng không? Và chúng ta kết luận rằng là x cộng 2 lớn hơn không khi nào? Khi x nó chạy trong khoảng từ trừ -1 đến 1 hoặc là x nó lớn hơn 2. Đấy, ok chưa? Và chúng ta xét cho thầy thằng 2. Xét cho thầy thằng 2 được. có nghĩa là các bạn xét này. 1 x bình 1 trừ x bình nó lớn không thì có phải là x của chúng ta nó cũng sẽ chạy trong khoảng từ gì là trừ 1 cho đến 1 đúng không? Đấy các bạn nhìn thấy không? 1 trừ x bình lớn không? Đúng không? 1 trừ x bình lớn không thì có phải là x nó sẽ chạy trong khoảng từ trừ 1 đến 1 đúng không? Đúng chưa? Đấy vậy kết hợp hai thằng này lại với nhau thì các bạn nhìn thế này. F phẩy của x cộng 2 đã lớn không? Thằng này cũng lớn không thì tổng hai thằng lớn không thì chắc chắn là nó sẽ lớn không? Đấy, tổng tổng hai thằng lớn không thì chứng tỏ là nó sẽ lớn hơn lớn hơn không Đấy, vậy chúng ta sẽ thấy cho thầy rằng là đây là thằng số 1 và đây là thằng số 2 và kết hợp chung của hai thằng này lại thì chúng ta sẽ thấy cho thầy là gì nhỉ? À chúng ta sẽ thấy cho thầy là gì nhỉ? Là nó sẽ có khoảng ít nhất là gì? Ít nhất là thuộc khoảng từ từ -1 cho đến cho đến 1 à đúng không? À ít nhất nhá là nó sẽ thuộc khoảng từ -1 cho đến 1. Đúng chưa? Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Ít nhất là nó sẽ nó sẽ thuộc khoảng từ -1 cho đến cho đến 1. Ok chưa? Nhưng mà bây giờ chúng ta phải loại thời một cái trường cái, cái cái trường hợp nữa các bạn. Chúng ta phải loại thời một cái cái trường hợp nữa. Đó là trường hợp gì đây? Đó là trường hợp gì đây? Lưu ý như sau. Trong những đáp án này, đó, trong những đáp án này, các bạn nhìn thấy không? Trong bốn đáp án này nhá. Đó, trong bốn đáp án này, đúng không? Sau khi chúng ta đã ra cái này rồi nhá. Sau khi đã ra cái này rồi, nếu mà có dấu bằng nữa thì cũng được, nhưng mà cái bài này các bạn nhìn thấy bốn đáp án này không có dấu bằng thì không cần phải bỏ dấu bằng làm vào làm gì cả. Nhưng mà các bạn nhìn thấy bốn đáp án này thì nó chỉ có một đáp án có thể nào nó là con của cái này thôi. Đó chính là khoảng từ trừ một cho đến không. Đúng không? Nó chính là con của cái khoảng từ trừ một cho đến một. Đấy. Ok chưa? Ok chưa? Thì chúng ta sẽ suy ra đó là đáp án C. Đấy. <laughs> Rất nhanh đúng và nguy hiểm đúng không nhỉ? Liver chọn xong có link YouTube xem lại không? À có mà. Ở trong YouTube có có link để xem lại. Đấy chưa? Các bạn hiểu cái này chưa? Tương tự nhá. Thầy sẽ nói lại các bạn một trận lần nữa đó là cứ động chạm đồng biến nghịch biến thì chúng ta tính đạo hàm thằng này ra. Đấy, đạo hàm rào ra như xong như thế này. Đấy và chúng ta sẽ xét thôi thằng 1 và thằng 2. Để cho nó lớn không thì thằng 1 phải lớn không và thằng 2 lớn không. Thằng 1 lớn không khi nào? Thằng 1 nó lớn không khi chúng ta nhìn vào đây này. Chúng ta có hai loại để chúng ta có lớn không đó là 1 đến 3 và 4 đến dương vô cùng, đúng không? 1 đến 3 và 4 đến dương vô cùng. Đúng chưa? Thế 1 đến 3 thì chúng ta phải hiểu rằng là đó là x thôi còn f phẩy của x 2 thì chúng ta thay vào thôi là chúng sẽ suy ra ngay là chúng ta suy ra ngay được chưa tiếp tục tiếp tục đây là cách bản chất nhá cách thứ hai còn còn một có một cách thứ hai nữa là cũng là cách bản chất này nó nhưng mà thầy nghĩ đó là không phải là cách giải nhanh nhưng mà cách thứ hai của chúng ta là chúng ta sử dụng thầy là cách casio đấy cách casio thôi được chưa và cách casio như sau cách casio như sau muốn biết cách casio thì chúng ta phải chú ý thầy này nó vẫn phải sử dụng cái này nhá nó vẫn phải sử dụng như thầy đó chính là ba nhân cho gì ba này nhân cho f phẩy của x cộng 2 đúng không? Trừ 3x bình cộng 3 đúng không? Đấy, nó phải lớn hơn hoặc bằng mà không đấy chúng ta vẫn phải sử dụng thầy cách caso thằng này nhá. Cách caso như thế này. Nhưng mà chúng ta muốn sử dụng caso thì các bạn phải quan sát cho thầy cái cái thằng f'x này này. Đấy và chúng ta phải nhìn ra cho thầy cái thằng f'x này có nghĩa là nó sẽ có đặc điểm gì. Các bạn nhìn thấy này. F'x đúng không? Chúng ta có 1 2 3 4 tức là nó có thể cắt đồ thị này tại mấy điểm nó cắt đồ thị lại tại bốn điểm đúng không? Các bạn nhìn thấy này. Các bạn vẽ ra nhá. Vẽ đồ thị nó ra. Đây là trục x này. Có tất cả bốn điểm là 1 này, 2 này, 3 này và 4 này đúng không? Chuẩn chưa? 1 2 3 4 tức là bốn cái cái giao điểm của nó với đồ thị. Rồi sau đó các bạn xét xét cái thằng uh, vẽ cái đồ thị f'(x) này ra bằng cách như sau. Thằng này nó âm đúng không? Âm có nghĩa là nó nằm bên dưới trục hoành tức là nó đồ thị của nó như thế này. Đấy, được chưa? Và đi qua một thì phải đổi dấu, đi qua một đổi dấu tức là từ 1 đến 2 thì nó dương các bạn này. Đấy, nhưng mà qua hai thì nó vẫn dương thì chứng tỏ là nghiệm hai này là tiếp xúc với đồ thị. Nghiệm hai này là tiếp xúc với đồ thị và sau đó nó lại chạm đến 3 và 3 này gọi là nghiệm phân biệt nhá, bởi vì nó đổi dấu có nghĩa là cắt tại phân biệt. Đấy và cuối cùng nó chính là bốn nó như thế này. Được chưa? Đấy, chúng ta kiểm tra lại và đây chính là đồ thị của hàm số y bằng f' của x. y bằng f' của x. Ok chưa? Và sau đó chúng ta thấy thấy rằng để có đồ thị này thì suy ra f x nó phải có dạng như thế nào? Nó có ba nghiệm đúng không? Nó có bốn nghiệm này, 1 2 3 4, tức là nó sẽ có x trừ 1 nhân x trừ 2 và nhân cho x 3 và nhân cho gì? Nhân cho x trừ 4. Nhưng mà vì tại hai không đổi dấu thì suy ra nghiệm tại hai nó chính là nghiệm kép, tức là nó phải là có mang tính chất ít nhất là bình. Đấy, bình thường nó phải có một số k này trước này các bạn này. Nhưng mà bài này thì chúng ta không cần bởi vì nó chỉ có liên quan đến dấu thôi thì suy ra nó không cần cái thằng k đứng trước này làm gì cả. Ok chưa? Đây là f(x). Đúng chưa? Đây là đồ thị f(x) nó hàm số f(x) nó như thế này. Vậy chúng ta sẽ suy ra f phẩy của 2x cộng 2 nó như thế nào? f của x cộng 2 thì có nghĩa là gì? Là chỗ nào có x thì các bạn thay bằng x cộng 2. Đấy, chỗ nào có x thì các bạn thay bằng x cộng 2 thì thầy có này. Chỗ này là f(x) f(x) đúng không? Chỗ này x chữ 1 thì các bạn sẽ thay x cộng 2 vào thì thầy sẽ có là x cộng 1 này đúng không? Nhân cho thằng này bằng mấy? x cộng 2 với cả chữ 2 là bằng x bình luôn này. Đấy, nhân cho gì? x cộng 2 mà 3 thì bằng x chứ, 1 và nhân tiếp cho x chứ, 2 Đấy Ok chưa Ok chưa đã, Đấy Rất đơn giản là f(x) cộng 2 thế tức là chúng ta tìm ra hàm số f(x) cộng 2 là nó như thế này rồi Đúng không f(x) cộng 2 chúng ta đã suy ra rồi Thì các bạn sẽ thay toàn bộ f(x) cộng 2 vào cái, cái, đồ thị này Vậy thầy sẽ có như sau 3 nhân cho Nhân cho f(x) cộng 2 đúng không Lúc nãy chúng ta tìm ra rồi đúng không Thì có phải là bằng x cộng 1 Đấy Nhân cho x bình đúng không Nhân cho x -1 trừ 1 và nhân x trừ 2 thì lúc nãy có phải là chúng ta tìm lại đây là f phải toàn bộ thằng này nó chính là f phải x cộng 2 đúng không? Và trừ cho 3x bình mà cộng cho 3. Đấy, nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Nó sẽ lớn hơn hoặc bằng bằng 0. Ok chưa? Thế suy ra toàn bộ thằng này rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhập toàn bộ hàm số này vào và đương nhiên không cần phải quan tâm đến số 3 nữa nhá. Chúng ta có thể như sau. Nhập vào này, x cộng 1 này, Đấy, nhân cho gì? Nhân x bình này và nhân cho gì? x trừ 1 này. Đúng không? Nhân tiếp cho gì? x 2 này x này trừ 2 đúng chưa đấy và trừ 3x bình, trừ 3x bình và và cộng 3 đúng chưa Và đương nhiên là bây giờ chúng ta phải hiểu cho thầy rằng là nó có bốn đáp án. Đấy, nó có bốn đáp án đúng không? Và chúng ta có thể thử cho thầy một trong những giá trị bốn đáp án này vào, tìm cái số nào mà nó thuộc bốn đáp án này và các bạn thay vào. Đấy. Ok chưa? Không có ba trong ngoặc chỗ nào nhỉ? Không có ba trong ngoặc đâu. À đấy thì bỏ ngoặc vào. x cộng 1 này. Đấy, nhân cho x bình nhân cho x chữ 1 nhân cho x chữ 2 trừ 3x bình cộng 3 được chưa? Thầy nhìn qua màn hình điện thoại nhá. Thì đưa 3 ra ngoài thực ra dấu cái này nó có ảnh hưởng đến số 3 đâu. Nếu thích nữa các bạn đập số 3 vào cũng được. Nhưng mà rõ ràng là là số 3 này không cần thiết bởi vì chúng ta chỉ cần xét dấu nó thôi là dương âm thôi nhá. Đấy chúng ta chỉ cần xét dấu nó là dương âm thôi thành ra chúng ta không cần phải quan tâm đến số 3 nữa. Ok chưa? Bây giờ chúng ta can cho thầy một vài giá trị vào nhá. Ví dụ từ 1 đến dương vô cùng đúng không? Khoảng từ 1 đến dương vô cùng thì chúng ta sẽ CALC cho x bằng mấy? X bằng 2 đi cho nó đẹp. Đó, x bằng 2 thì nó ra mấy đây? ra bằng âm chín đúng không âm chín thì chứng tỏ là người ta hỏi đồng biến cơ mà đồng biến thì nó phải ra kết quả là dương vậy thằng này loại đi đúng không tiếp tục thằng này âm vô cùng đến trừ một thì thầy sẽ lấy một giá trị là gì nhỉ là trừ hai đi trừ hai có thuộc thằng này không trừ hai thuộc thì chúng ta can thể trừ hai vào đấy nó ra vẫn vẫn bằng âm đúng không vẫn đồng âm thì chứng tỏ thằng này vẫn loại bởi vì nó chỉ cần ra bằng dương là được trừ một đến không chúng ta lấy bằng mấy can bằng mấy là trừ không phải năm đi đúng không đấy thì nó ra bằng bằng dương chưa dương có nhé, đồng biến vậy chứng tỏ thằng này đáp án đúng luôn còn muốn thử xem thằng này đã bán sai đúng thì chúng ta thử dây thằng này nhá. Ví dụ bây giờ thầy can x bằng mấy? x bằng 1,9 phẩy 1,9 có thuộc thằng này không? Có mà. Đấy chúng ta can xem là nó ra bằng gì? Nó ra bằng âm. Đấy mà chúng ta đang cần tìm dương cơ. Đồng biến này. Nhìn thấy không? Vậy chúng ta sẽ loại đáp án sẽ D đi và chỉ còn lại đáp C thôi. Ok chưa? Đấy, không có ba cần chỉ phải có ba bởi vì chúng ta chỉ cần xét dấu thầy đã nói một lần rồi mà các bạn vẫn chưa hiểu vấn đề. Đó là xét dấu thôi, thành ra số 3 là số dương rồi. Toàn bộ dấu của thằng này nó không ảnh hưởng đến số 3. Đúng không? Nó không ảnh hưởng đến số 3 Mà chúng ta chỉ còn ảnh hưởng đến cái biểu thức phía trong này thôi Nhớ nhá Ok chưa? Đấy, vậy chúng ta sẽ suy ra đó là đáp án Đáp án C ngay Đấy, và khi chúng ta làm máy tính xô Thì từ một đồ thị của đạo hàm hoặc là từ một bản xét dấu đạo hàm chúng ta luôn luôn tìm được ra hàm số nó chỉ cần dựa vào xem là nó cắt cái trục ox nó tại mấy điểm phân biệt và điểm nào điểm tiếp xúc chúng ta sẽ suy ra cái dạng mô típ của cái đồ thị đấy. sau đó chúng ta sẽ thay vào thôi cách nào thì cũng được đấy nhung. Nói chung là thầy đã dạy các bạn hai cách này một cách là bản chất lấy lấy bút ghi vào nhá và cái thứ hai là gì là cái thứ hai đó chính là là cách Casio lại cả hai cách rất rõ ràng nhá hay thầy đúng không đã bảo hay mà có làm sao mà không hay được đúng không dạy đầy đủ hết tất cả các bạn yên tâm nói chung là khô máu hết mà dạy theo chuyên đề chữa theo từng chuyên đề một chứ không chữa theo thứ tự bởi vì có một số bạn là chưa học đến hoặc là gì đấy thì các bạn không thích mà các bạn sẽ học theo kiểu là từng hàm số hàm số một đúng không quá hay đúng không Đấy. Ok chưa? Đấy, cả hai cách này, đây dạy đầy đủ bản chất rồi đấy, đừng bảo là thầy dạy mỗi Casio nhá. Đây, cái Casio đây này. Đúng không? Cách Casio đây, bấm vào là chúng ta biết chắc chắn luôn, không bao giờ có thể trượt được luôn cách Casio này, không bao giờ sai được. Giống như kiểu bài lúc nay mà thầy đã dạy các bạn là cái, cái bài nào mà Casio nhỉ? Bài nào mà cái dùng Casio nhỉ? Bài số 36 đúng không? Cô lập mờ thì nó làm mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà khi mà dùng bằng máy tính rồi thì chắc chắn đúng. Nhưng mà chỉ cần nhớ nguyên tắc là không bao giờ được lấy số gì, số đẹp. Thằng này lấy số sắp xỉ là chúng ta tìm ra số tuyệt đối luôn. Ok chưa? Ok chưa? Còn cách bản chất thì vẫn nếu như mà thích dấu bằng thì vẫn được. Không sao, nếu làm tự luận thì chúng ta luôn luôn có. Nhưng mà vì thầy bỏ dấu bằng bởi vì rõ ràng trong bốn đáp án này, trong bốn đáp án này các bạn này, nó chả có cái nào có dấu bằng. Đó là lý do vì sao trong cách bản chất thầy không bỏ dấu bằng vào làm gì cho mất thời gian. Đấy, còn bản chất thì vẫn có dấu bằng nhá. Làm tự luận thì các bạn có thể có dấu bằng được bình thường. Ok chưa? Cho ghi cái thầy đấy, có gì đâu mà chúng ta next level được rồi nhá. Tí nữa thì các bạn xem về sau các bạn thấy ngay mà. Ok chưa? Dạy lại bấm Casio đi thầy. Úi trời ơi, nhiều bạn cứ bảo vào và dạy lại. Tiếp tục câu 49 nào. 49. Thằng này bản chất trước, Casio sao nhá? Bản chất trước. Các bạn phải học bản chất này các bạn ấy chứ đừng có bây giờ táo trừng mà học cạnh Casio nhiều quá là nó cũng khó đấy. À, link YouTube của thầy đã có dưới rồi nhá. À, thực ra tụt người người xem thì không quan trọng. Kiểu một bạn xem thầy vẫn dạy thế thôi. Vấn đề lúc mà thầy dạy ấy, nó chính là dạy bằng cái tâm chứ không phải là dạy bằng số người xem. Bạn xem hay không thì không quan trọng. Một bạn xem thì cũng được, không quan trọng nhá. Câu 49 nào? Câu 49 đến câu số 50 bạn nào đã xem thì có tâm thì các bạn xem về cho thầy đi thế thôi Đấy. <laughs> ok chưa à, lần một thì lần một thì đã chúng ta đã có rồi nhá lần một tức là phần một chúng ta đã có rồi thầy đã chữa rồi bạn nào chưa xem phần một thì chúng ta có thể là là, là xem lại cho thầy nhá Đấy, phải giữa bản chất trước chứ có phải là dạy ca sô bộ mà lừa một phát là chúng ta sẽ Đấy, chết ngay tiếp tục câu 49 câu 49 bản chất có nghĩa là cái quái gì nhiều bạn chưa hiểu mà thế nào là bản chất quái đâu bản chất có nghĩa là mình phải hiểu ra rằng là đề nó cho cái gì và người ta hỏi cái gì thế thôi đó là cái cách bản chất đấy câu 49 nhá ok chữa hết mà chữa theo chuyên đề mà nói rồi không nghe à chữa theo chi... uh, chuyên đề làm hấp nước do mượt giọng đi thầy ôi trời ơi bạn này hay hay quá nhỉ đúng rồi phải làm hấp nước thật nước đâu rồi nhỉ được rồi, ôi giời ơi, kiếm nó hấp nước cho nó mượt giọng đấy à, Đây rồi, đây rồi, nước đây rồi, ok Xong chữa tiếp nhờ, ok hay nhá Bạn nào lúc nãy bảo uh, làm hấp nước cho mượt giọng xong dạy tiếp đây <laughs> Ok chưa <laughs> Có file PDF và đáp án chi tiết không? Có mà, thầy gửi đầy đủ hết cho các bạn luôn nhá Câu 49 Ok chưa? À, <laughs> gọi S là tập hợp các giá trị của tham số M để bất phương trình này. À các bạn nhìn thấy này. <laughs> Bài này nó rất hay. Bài này nó rất hay các bạn ạ. Bởi vì sao đó nó hay? Bởi vì nó chèn tham số M vào và để bất phương trình này là nó luôn luôn, luôn lớn bằng không. Đúng không? Thì các bạn nhớ thằng này nó chính là đồ thị y bằng f(x) đi. Đấy. Đúng chưa? Đồ thị y bằng f(x) thầy đang dạy các bạn cách bản chất mà có skin dạy nhanh dạy nhanh nhá. Đấy, giải nhanh. Ok chưa? Skin giải nhanh, giải siêu nhanh luôn. <laughs> Tiếp tục các bạn chú ý này Đây là cái bảo tìm m đúng không Tìm m để cho thằng này nó luôn luôn lớn không Và các bạn phải chú ý thầy cái câu nói huyền thoại của người ta là Đúng với mọi x thuộc thuộc R nhá Đúng với mọi x thuộc R các bạn nhớ nhá Đấy thì chúng ta phải làm như thế nào các bạn chú ý này Đấy, chú ý này Để một cái hàm số Để một hàm số luôn luôn lớn hơn là bằng không Thì các bạn chú ý này Các bạn chú ý Ví dụ thầy cho các bạn thằng này à, Đây là đồ thị y bằng Fx thì thầy hỏi các bạn là thằng này nó có luôn luôn lớn hơn bằng không được không đây là trục ox đây đây là trục đây là o đây trục y đây thì thầy hỏi rằng là nếu như thầy cho các bạn đồ thị thằng này thì có nghĩa rằng là cái này nó có luôn luôn fx ấy, nó có luôn luôn lớn bằng 0 không không fx đấy thằng này xem có luôn luôn lớn bằng không được không rõ ràng là là không được đúng không vì sao không được bởi vì có cái phần đồ thị nó nằm bên dưới trục hoành này thì có nghĩa là không được thằng này là y của nó bén không cơ đấy vậy để một hàm số y bằng fx nó luôn luôn lớn bằng không thì có nghĩa là toàn bộ cái đồ thị của nó phải làm sao là phải nó nằm bên trên trục hoành thì nó mới luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không được ok chưa ví dụ này thằng này các bạn nhìn thấy thằng này này giả sử thằng này chẳng hạn họ thầy hỏi thằng này y bằng fx y bằng fx thằng này nhá hỏi thằng này có luôn luôn lớn bằng không được không thì rõ ràng không được bởi vì nó vẫn còn một cái phần đồ thị làm sao đây nó sẽ nằm bên dưới của trục hoành thì thằng này cũng không được đúng chưa? Vậy các bạn phải kết luận lại thầy một điều rằng là bản chất của bài toán là người ta cho các bạn một hàm số mà có chứa tham số m đúng không? Đúng chưa? Và nó bảo là lớn bằng không với mọi x nhá, với mọi x thuộc R thì các bạn phải suy ra cho thầy một cái điều rằng là gì nhỉ? Là suy ra một điều rằng là toàn bộ cái phần đồ thị đấy nó phải nằm bên trên của trục OX. Đấy, nó phải nó phải nằm bên trên. Đây là trục OX các bạn này. Đây là O này. Chỉ cần nó nằm bên trên trục OX là được. Đúng chưa? Chỉ cần nằm bên trên trục OX là được. Thế thì bây giờ chúng ta phải hiểu cho thầy như sau. Người ta cho các bạn một phương trình này rồi thì thầy ghi lại đề các bạn này để nó nằm bên trên trục x nó rất đơn giản là m bình nhân cho x mũ 4 trừ 1 đấy cộng cho m đúng không nhân x bình trừ 1 và trừ đi 6 nhân cho x trừ 1 đấy nó lớn hơn hoặc bằng bằng 0 đấy chưa thì các bạn nhìn cho thầy này nhìn cho thầy nhá đó là gì trong tất cả ba thằng này này các bạn nhìn thấy để ý không x mũ 4 trừ 1 x bình trừ 1 là x trừ 1 thì chứng tỏ rằng là là gì là nó đều có nghiệm x bằng 1 là nhân tử chung tức là chúng ta có thể đặt x trừ 1 ra bên ngoài Đấy, ok chưa? Trong ngoặc sẽ còn lại là gì? M bình này, nhân cho gì? Đây rõ ràng một hàng thức này các bạn nhân phá ra thì có phải là bằng x bình cộng 1 và nhân cho x cộng 1 tiếp đúng không? Đúng chưa? Bởi vì sao lại thế? Bởi vì chúng ta đã đưa x trừ 1 ra bên ngoài rồi mà. Tương tự, cộng cho m và nhân cho gì? x cộng cộng 1 và chỗ này trừ 6 nó phải là lớn hơn hoặc bằng bằng 0. Đấy. Các bạn nhìn thấy cái quá trình thầy phân tích chưa? Thầy ơi em đăng ký khóa VIP mà nick em bị hack rồi thì làm sao? Em đăng em em inbox cho cô Ngọc Anh nhá. Bạn nào muốn đăng ký khóa live VIP của thầy thì các bạn chỉ inbox cho cô Ngọc Anh thôi. Tiếp tục. Đây đã phân tích ra rồi nhá. Thì các bạn có hiểu thầy rằng là như sau Thằng này thì ngu thì vẫn biết là có một nghiệm x bằng 1 rồi đúng không? Đấy, và có một nghiệm khác đó là m bình nhân cho x. Thằng này phá ra luôn. Thằng này phá ra luôn ra luôn cho thầy nhá. Là gì nhỉ? Là x mũ 3 này xong rồi cộng cho x này đúng không? Và cộng với x bình cộng x bình cộng x và cộng cho mấy nhỉ? Cộng cho 1 đúng không? và cộng cho m nhân cho x cộng 1 đúng không nhỉ? Và trừ 6. Đấy, N nó cũng sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 0 được chưa? Tóm lại là như thế. Thì các bạn chú ý này. Riêng cái đồ thị hàm số này nó đã có một nghiệm là x bằng 1 rồi thì chúng ta phải hiểu thầy như sau, tức là đồ thị của nó nhé giả sử chỗ này là 1 thì suy ra là nếu như đồ thị của nó nó cắt tại 1 nó như thế này thì suy ra nó sẽ vô lý. Nó sẽ vô lý toàn bộ đồ thị này nó sẽ vô lý. Vì sao nó vô lý? Bởi vì cắt tại một mà 1 gọi là nghiệm đơn thì nó phải có phần bên dưới của trục hoành nữa thì suy ra là cả bài toán nó sẽ vô lý vậy chứng tỏ là làm sao chứng tỏ là một này bắt buộc phải là nghiệm kép thì nó mới được nghiệm kép có nghĩa là đồ thị phải tiếp xúc với nhau tại x bằng một và tiếp xúc là tiếp xúc trên nhớ chưa tiếp xúc trên là tiếp xúc tại, tại x bằng một hiểu chưa đấy chứng tỏ là gì chứng tỏ là một phải là nghiệm của phương trình trong này một phải là nghiệm của phương trình trong này các bạn này đây chính là gọi là đồ thị y bằng fx đi y bằng fx chúng ta đã tìm ra một nghiệm x bằng một rồi chứng tỏ là nó sẽ cắt đồ thị đồ thị toàn bộ này này nó sẽ cắt trục hoành tại ít nhất một điểm đó là tại x bằng một nhưng mà nếu như mà một là điểm đơn nghiệm đơn nhé thì nó lại cắt tại phân biệt mất rồi thì suy ra cả bài toán nó sẽ trở thành vô lý đấy thì chứng tỏ là một là phải muốn biết rằng là toàn bộ đồ thị nó nằm bên trên trục OX thì suy ra là là một nó phải là nghiệm của phương trình trong này nữa à, một nó phải là nghiệm của trong này nữa đấy chỗ này x bằng một đúng không chỗ này cũng có x bằng một thì chúng ta mới có được rằng là một là gọi là nghiệm kép Đấy, được chưa? Vậy chúng ta hiểu cho thầy rằng là F tại 1 là nó phải phải bằng 0 F tại 1 bằng 0 thì suy ra là gì? Chúng ta thay x bằng 1 vào đây thôi Thay vào trong cái số dấu ngoặc vuông này này Đúng không? Chỗ nào có x thì các bạn thay bằng 1 vào Đúng chưa? Thì thầy sẽ có là chỗ này phương trình bằng gì mấy nhỉ? M bình này đúng không? M bình nhân cho mấy đây X bằng 1 rồi nhá Là bằng 2 x 2 là bằng 4 đúng không? 4 m bình này Đấy, Cộng cho mấy đây Cộng cho 2 m đúng không? 2m và trừ 6 bằng 0. Đấy và đương nhiên chúng ta bấm máy tính thằng này ra thì rõ ràng là chúng ta sẽ ra hai nghiệm là m bằng 1 và m bằng bao nhiêu nhỉ? Là bằng trừ -3 phần phần 2. Đấy. Ok chưa? m bằng 1 và m bằng trừ -3 phần 2. Ok chưa? Vậy sau khi đã tìm ra hai cái này rồi thì các bạn hãy kiểm tra lại thay vào xem là nó có đúng là luôn luôn lớn hơn bằng không hay không. Đấy, rõ ràng là các bạn khi thay vào lại thì nó chắc chắn là lớn không. Và chúng ta hiểu rằng là khi đã tìm được m bằng 1 và m bằng trừ -3 phần 2 rồi, đúng không? thì chúng ta sẽ hiểu là đề bài này người ta sẽ hỏi là, là gì đây tính tổng tất cả các phần tử thuộc S tìm m chúng ta tìm ra hai giá trị rồi là m mới m bằng một và m bằng mới m bằng trừ ba phần phần hai thì sau đó tổng hai thằng này lại thì chắc chắn đó là đáp án C đúng không thì tổng hai thằng này nó lại thì nó chắc chắn là đó là đó là đáp án C ok chưa ok chưa thế nhưng mà trước khi mà các bạn phải ra hai thằng này thì các bạn phải thay lại thay ngược lại thì nó vẫn là đúng Đấy, thay ngược lại nhé, thay bỏ mờ vào đây thì chúng ta tính ra thì nó chắc chắn là nó luôn luôn lớn hơn lớn hơn hoặc bằng không đấy luôn luôn lớn bằng không ok chưa đây là hiểu bản chất này nó phải nằm trên nằm trên đồ thị nằm trên trục ox thì mới được thì chứng tỏ là một phải là nghiệm ghép một đã là nghiệm của thằng này rồi thì suy ra một nó phải là còn là nghiệm của thằng trong nữa đúng không một phải là nghiệm của thằng trong tức là phải nghiệm của hai cái đây là có một nghiệm bằng x bằng một rồi thì một phải là nghiệm của thằng trong nữa nhớ rõ chưa để tìm ra một phát là tìm ra m bằng giải thằng này ra đây m một 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 bằng một và m trừ ba phần hai và đây chính là cách bản chất được chưa và đương nhiên sau khi đã tìm ra hai thằng này rồi các bạn thay vào để chúng ta kiểm kiểm chứng lại và điều kiểm chứng của chúng ta là là đúng các bạn tự kiểm chứng lại nhé xong chưa đấy rất hay đúng không các bạn thấy rằng là, là, cực kỳ hay luôn đấy, được chưa cực kỳ hay luôn các bạn yên tâm bộ là đồng môn của công phượng cú lừa <laughs> công phượng hôm qua đá hay mà các bạn được chưa? Tiếp tục là câu số 50 nhá, chữa theo chuyên đề, câu số 50. mươi à, nhiều câu hay lắm. Câu 50 nào? Chiến đấu nhá, khô máu đi các bạn ơi. Câu 50. Câu 50 được chưa? những bạn nào mà thật sự mà nói nếu bạn nào mà yếu về tâm lý thì các bạn rất là khó để chúng ta học cái này. Nhưng các bạn cần phải hiểu bản chất chứ đừng mà thầy thực ra thầy gọi là gì? Thầy rất yêu thích và rất hay hay về về vấn đề về liên quan muốn dạy casio. Nhưng mà vấn đề là các bạn cần phải nắm được bản chất thi các bạn mới có thể khá lên được còn nếu như các bạn cứ chăm chăm cao số thì thầy nói thật với các bạn luôn là không bao giờ vượt qua 5 điểm đâu nên nên tóm, tóm lại là các bạn phải phòng ngừa trường hợp là bộ lừa và bộ lừa điều chỉ, đương nhiên để nó ra dễ vãi ra thì sau bữa nào lại đi thi khó lòi cả mắt ra xong lại về than thân trách phận nên, nên các bạn phải hiểu rằng là gì là chúng ta cần phải học bản chất ok chưa chúng ta cần phải học bản chất Nh nhớ nhá nhiều bạn hỏi là gì đây Úi trời ơi Thích 1.7 không Thích dùng Casio không Cách Casio đúng không Casio có nghĩa là gì Là dùng 17 7 Nhưng mà 1.7 thì nó không tin được giá trị của mơ chính xác 17 7 không tin được giá trị của mơ chính xác đâu các bạn ạ 17 7 Chúng ta sẽ scan Chạy hết tất cả này đi đúng không Cho nó chạy Bài 49 thực ra thì không nên giải Casio bởi vì bài 49 nó không có quy luật mà chẳng qua là nó mò bằng mốt 7 thôi và mốt 7 nó không nên dùng. Mốt 7 nó chỉ có dùng trong trường hợp là vẽ bảng biến thiên hoặc là dùng để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất thôi, còn ngoài ra mốt 7 bản chất mốt 7 là mò hết. Thành ra chúng ta không nên. Đấy chưa? Bài nào Casio được thì nếu như mà có thể là nhanh thì thầy sẽ hướng dẫn, còn bài nào mà thật sự mà nói là là, là, là không nên thì chúng ta sẽ không học. Ok. Uh, nhóm vip tối nay chúng ta sẽ chuyển sang tối thứ bảy nhá hoặc là tối chủ nhật thầy sẽ dạy các bạn về nón trụ cầu nhớ chưa câu tiếp theo là câu số 50 mươi câu tiếp theo là câu số 50 cho hàm số fx nó như thế này đấy có đồ thị là thằng này nó chính là y bằng y bằng f bảy của của x đấy được chưa hay quá thầy ơi ok cảm ơn em bạn nào xem thì chúng ta nhớ chủ động xe cho thầy nhá xe cho thầy nhá rát rồi cù lừa Câu 50 Livestream trên Youtube vẫn hay hơn mà Nhưng mà livestream trên Facebook Thì nó bị mờ và chất lượng âm thanh nó bị giảm xuống rất nhiều à, Câu 50 thầy giảng từ từ thôi à, ôi, Câu 50 còn dễ nữa Chắc chắn nếu như mà các bạn hiểu này Hiểu bản chất này Câu 48 và câu 49 các bạn làm được rồi Thì chứng tỏ là câu 50 nó không hề khó một tí nào cả Đấy hay quá em yêu thầy Úi trời thầy cũng yêu em nhá <laughs> câu 49 và câu 50 thì ở câu 48 và 49 này khi mà các bạn đã làm được hai thằng này rồi thì chứng tỏ câu 50 là câu nó rất là bình thường luôn à, hôm nay hay quá thầy hôm nay hay mà toàn bài 9 cộng bài 8 cộng bài 8 cộng và 9 cộng mà làm sao mà có thể yếu sinh lý mà làm sao mà vào và học được đúng chưa chúng ta chú ý cho thầy câu 50 nào câu 50 nhá chuẩn bị này chúng ta comment số 1 đi comment số 1 cho thầy để thầy bắt đầu luôn nào comment đi tích cực comment đi nhá giao lưu luôn thấy thấy tất cả comment của các bạn mà Lê Thu Hà này hay lắm ạ à, em thấy luôn đúng không có 50 chú ý cho thầy như sau cách nhanh nhá cách siêu nhanh luôn skin siêu nhanh luôn nhá à, siêu nhanh Đó, nhưng mà nhớ là cái thằng này vẫn là bản chất nhá thằng này vẫn là bản chất chứ không thể bỏ qua thằng bản chất được <laughs> không thể bỏ qua thằng bản chất được ok chưa thầy dạy các bạn như sau đầu tiên đọc đề nhá bản chất có nghĩa là các bạn phải hiểu đề thằng này là người ta cho các bạn một đồ thị đạo hàn đúng không Đồ thị đạo hàm thì chắc chắn là thầy sẽ tìm được ra là cái thằng hàm số luôn, giống như kiểu lúc nãy. Đấy các bạn thấy không? Câu 48 là người ta cho các bạn một bảng xét dấu của đạo hàm mà thầy còn có thể suy ra được hàm số của đạo hàm cơ. Thì đây cũng hoàn toàn tương tự như thế. Đây cũng hàm số ho, 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 hoàn toàn tương tự như thế. Tức là đây là người ta cho bạn một đồ thị đạo hàm và người ta thấy là nó có ba nghiệm phân biệt đây đúng không? Ba nghiệm phân biệt đây đúng không? Cắt tại ba nghiệm phân biệt là cắt trục Ox ấy. Đấy, lại tại ba nghiệm phân biệt thì chúng ta phải hiểu rằng là chắc chắn thầy sẽ suy ra được là cái thằng f(x) này Đấy, nó sẽ có dạng là gì? Nó sẽ có dạng là nó có ba nghiệm là 1 trừ 1 5 phần 3 và 3 mà. Thì suy ra nó phải có dạng x cộng 1 này, một chú. x trừ 5 phần 4 này, hai chú. Được chưa? Và nhân cho x gì nhỉ? x cộng với 3, ba chú và có một cái hệ số k đây nữa. Đấy, cho nó chắc. Và lúc nãy là chúng ta xét dấu thì không nên liên quan đến hệ số k, nhưng bài này chúng ta nên có một cái hệ số k và đấy nữa. Mà thực ra không cần không có hệ số k này cũng được. Đấy, được chưa? Thì các bạn nhớ cho thầy rằng là dựa vào một đồ thị của hàm số fx hoặc dựa vào một bảng biến thiên của hàm số fx thậm chí chỉ cần dựa vào bảng xét dấu thôi và thầy sẽ nhìn ra ngay và luôn là cái thằng hàm số fx nó sẽ có dạng như thế nào, fx nó sẽ có dạng như thế nào. Ok chưa? Đây có ba nghiệm này cắt ba nghiệm một điểm, hai điểm, ba điểm và rõ ràng ba nghiệm này đều gọi là ba nghiệm đơn. Đấy, ba nghiệm đơn, đúng không? Tức là ngăn cắt tại phân biệt đấy, còn nếu tiếp xúc thì gọi ít nhất là nghiệm bội chẵn. Đấy, hoặc gọi là nghiệm kép đấy. Ok. Thằng này đã ra rồi nhá Một chú nha Thầy ghi, viết lại đây này F x của chúng ta đó chính là bằng k nhân cho x cộng 1 nhân cho x trừ 5 phần 4 đúng không Và tương tự là nhân cho x trừ 3 đúng không Xin lỗi x trừ 3 nhá Phải là x cộng 3 đâu nhá X trừ 3 phải viết cho đúng thằng này Còn nếu viết sai thằng này là chúng ta tạch luôn Một chú các bạn lấy giấy bút ra ghi lại vào cho nó, cho nó chắc Đúng rồi, may bạn là một ruby hàng hồ đoàn Đúng rồi, bạn đấy đó chính là trong lớp VIP của thầy đấy nhá Nhắc thầy là biết ngay Ghi lại Tiếp tục nào khi người ta cho các bạn hàm số này, các bạn nhìn thấy đề bài này thì bây giờ mới đọc đề này. Cho hàm số y bằng fx nó bằng cái này, mnpqr đúng không? Nhìn thì khó lòi mắt ra nhưng mà thực ra làm thì nó chẳng có cái vẹo gì hết. Đấy, nhìn vào nó thực ra này để cho nó các bạn yếu suy nghĩ một cái là các bạn khó thôi. Nhưng mà thực ra nó cực kỳ dễ. Đấy, cực kỳ dễ. Vậy chúng ta chú ý thầy như sau. Người ta hỏi tập nghiệm của phương trình này bằng r đúng không? Đấy, bằng r và cái sao đã có em, sao, hàm số fx đôi thì bây giờ các bạn sẽ tính thằng f(x) theo thằng này. Đã có f(x) đây rồi đúng không? f(x) đây rồi thì thầy sẽ tính được thằng f'(x) bằng cách như sau. Thằng f(x) đây, đây nhá là bằng mấy? f'(x) nào, đọc cho thầy nào. Là có phải bằng 4mx mũ 3 đúng không? Đây f(x) đây thôi. Thì tính f'(x) ra thôi. Đúng không? Và cộng với gì? Cộng với 3, 3 gì nhỉ? 3n n nhá. x bình đúng không? Đấy, và cộng với gì? Cộng với 2px và cộng với q, đúng chưa? Đấy, nhìn thấy đâu đúng không? Ok chưa? Và đương nhiên chúng ta phải nhìn ra cho thầy. Bây giờ chỉ cần việc các bạn chỉ cần nhớ rằng này, hai thằng f'x này nó là một. Hai thằng f'x này nó là một. Một thằng là suy ra từ cái hàm số. Đúng không? Một thằng là suy ra bởi vì người ta cho f(x) chẳng lẽ ngu đến nỗi mà không biết được tính f'x nữa nữa. Đúng không? Đấy, một cái và cái thứ hai là suy ra từ đồ thị. Các bạn nhìn thấy không? Và hai thằng này nó là một về bản chất, hai thằng này nó là là một. Ok chưa? Nói chậm thầy thôi thôi thầy ơi. Ok thầy nói chậm mà cực kỳ nhạt luôn đúng không? Thầy dạy theo kiểu rất rõ bản chất luôn. Một thằng FX là suy ra từ đồ thị, tức là nhìn đồ thị chúng ta đoán ra thằng này nó chính là FX nó phải là như thế này. Và thằng thứ hai là nó suy ra từ hàm số FX. Và bản chất hai thằng này nó là như nhau. Hai thằng này nó là một và chúng ta phải đoán ra cho thầy rằng là cái K của thầy nó chính là bằng 4M luôn nhá. Bởi vì khi nhân phá ra thì nó là x mũ 3 mà. Đúng không? Chúng ta chỉ cần so sánh ra thôi đúng không? Chỉ cần so sánh ra thôi. Và chúng ta phải hiểu thầy này, nếu như không cần nhân K này nhá, các bạn sẽ bỏ qua số K này thì chúng ta phải phá thằng FX này ra để chúng ta so sánh để tìm nó MNPQ luôn à, thằng này N nhá nhất phá thằng này ra thì bắt đầu các bạn so sánh cho các thầy các hệ số của nó ví dụ thằng đứng trước x mũ 3 phải là bằng 4m đấy chúng ta so sánh so sánh so sánh so sánh và đương nhiên chúng ta sẽ tìm được ngay thằng MNPQ ngay đấy ok chưa k ở đâu ra bởi vì rõ ràng số k của nó là một số đúng không để làm sao bởi vì chúng ta chỉ có mới tìm nghiệm thôi còn k này là một số nó gắn vào còn nếu như bạn không thích k thì các bạn bỏ đi cũng được không sao ok tương tự nào chúng ta có Nhân phá thằng này ra nhá, chúng ta có nhân phá... đây đây gọi thầy gọi thằng này là số 1 đi, thằng này số 2 đi nhá. Thầy có một tương đương với gì? Một tương đương với này. Đấy, k nhân cho đúng không? Chúng ta nhân phá thằng này ra nhá. Nhân phá thằng này ra thì các bạn chú ý thầy nhân x 1 với x 3 trước. Nhân x 1 x 3 trước là bằng mấy nhá? x bình này đúng không? Trừ -3x với cả cộng +x là bằng mấy? Trừ -2x đúng không? Đúng, đúng chưa? Và và cộng cho mấy nhỉ? Trừ -3, đấy, nhân cho x 5 phân 5/4. Được chưa? Các bạn kiểm tra cho thầy nhá. Xem thầy có sai chỗ nào không nhá. Tương tự tiếp tục tiếp tục nào. K nhân cho gì? Nhân phá ra nào. X mũ 3 trừ 2x bình đúng không? Trừ 3x này. Đấy, tiếp tục. Trừ 5/4 x bình. Đúng không? Và cộng cho mấy nhỉ? Cộng cho 5/2 x. Đúng chưa? 5/2 x và cộng tiếp cho 15/4. Đấy. Ok chưa? Nhân phá ra đấy. Sau đó các bạn nhóm lại một tí này k nhân cho k này nếu như bạn nào nhảy số nhanh chúng ta phải so sánh hai thằng này với lại với nhau thì chúng ta đoán ra ngay k nó chỉ là 4m luôn. Đấy, để cho nó giống. Vậy bắt buộc phải giống nhau. Đúng không? Chúng ta có x mũ 3 giữ nguyên này. Trừ 2x bình và trừ 5 phần tư x bình Nó bằng mấy nhỉ? Là có phải bằng mấy nhỉ? Từ từ các bạn xem nhá. Chỗ này là bằng trừ 8 phần 4 Trừ 8 với cả trừ 5 là trừ 13 phần 4 Đấy. Được chưa? Trừ 13 phần 4 x bình. Cái này phải làm từ tốn nhá. Không có sai là là tạch luôn đấy chưa? Tiếp tục x nào? Trừ 3 với cả cộng 5 phần 2 là bằng mấy nhỉ? Là trừ x chia cho 2. Đấy, ok chưa? Và cộng với mấy nhỉ? Cộng với à trừ 15 phần 4 à? Sao trừ 15 phần 4 được nhỉ? Trừ 15 phần 4 ạ. À? Ôi trời ơi, có nhiều bạn đã nhắc rồi, nhắc rồi nhỉ? Từ 15 phần 4 sao trừ 15 và... cộng 15 phần 4 chứ? Sao trừ được? Cho này x bình này. Nhân cho x 1 với x 3 nó là trừ 3, trừ 3 và nhân cho trừ 5 phần tư Úi giời ơi nó phải là cộng cơ các ông ạ à. Đúng rồi nhá Úi nhắc cho thầy mà còn nhắc sai Đúng không <laughs> Được chưa Từ từ mà đúng không tương tự Vậy sau đó các bạn so sánh thằng này là f(x) đây Sau khi biến đổi ra như thế này rồi Bây giờ thầy viết lại thằng f(x) từ phương trình 2 Thầy viết xuống dưới này nhá Là f(x) của thầy nó chính là bằng 4m nhân x mũ 3 đúng không Cộng với 3 nx bình cộng với 2 px và cộng với q và chúng ta hiểu thầy là hai thằng fx này nó chính là một và hệ số k này các bạn có thể cho thầy luôn đó chính là bằng 4m luôn. Đấy, hệ số k này nó chính là bằng 4m luôn. Đúng không? Và chúng ta phải chú ý thầy này, chúng ta so sánh các hệ số của nó phải bằng nhau bởi vì rõ ràng là hai thằng này nó là đều là một, đúng không? Chúng ta có này, tương đương lại cho thầy như sau. Chúng ta chúng ta có nhá. 4mx chỗ này cũng là bằng 4m rồi đúng không? Chúng ta nhân phá vào thì chúng ta biết ở ngay nhá thì chúng ta có cho thầy như sau nhá chúng ta có này nếu như không nữa thì các bạn bỏ luôn thầy thằng 4m này đi chúng ta có cho thầy như sau là 4m bằng 1 đấy bỏ luôn tiếp tục 3n 3n mấy 3n bằng trừ 13 phần 4. đấy 2p thì bằng mấy 2p thì bằng trừ 1 phần 2 đúng không bởi vì số đứng chữ x phải đứng số đứng chữ x mà và đương nhiên q của chúng ta là bằng mấy 15 phần phần tư đấy nếu như mà làm đầy đủ nữa thì nó phải có bỏ của m vào cơ nhưng mà rõ ràng là là chúng ta không cần phải bỏ bởi vì rõ ràng là chỉ cần tìm n, m n P, này thôi được chưa và đương nhiên chúng ta tìm ra m mấy m một phần tư này ôi giời ơi m một phần tư đúng không n bằng mấy các bạn nhỉ n bằng uh, cái này chia cho giờ bằng trừ 13 chia cho mấy nhỉ chia cho 12 và P của chúng ta là bằng mấy nhá trừ 1 phần phần tư và Q của chúng ta đó chính là bằng mấy là 15 phần phần tư được chưa đấy và sau khi đã tìm ra MNPQ rồi thì chúng ta phải hiểu thầy là đề bài bây giờ người ta hỏi là phương trình fx bằng r fx bằng r sau khi đã tìm ra phương trình này rồi nhá thì các bạn sẽ hiểu là thầy này đã tìm ra MNPQ rồi thì suy ra là cái đồ thị fx của chúng ta nhá rõ ràng là có thể bỏ 4 m vào nữa nhưng mà không cần thiết bởi vì bài này chỉ cần tìm số nghiệm thôi đúng không số nghiệm thôi thì không cần thiết chúng ta có có Thằng fx nó bằng gì là fx nhá nó chính là bằng <laughs> m nhân cho x mũ 4 cộng n nhân x mũ 3 cộng p nhân x bình và cộng cho q x và cộng r đúng không bây giờ chúng ta tìm m n p q tìm ra rồi nhá bây giờ các bạn thay vào đây m 1 phần tư đúng không 1 phần tư x mũ 4 này trừ cho 13 phần 12 nhân x mũ 3 này Đấy, trừ 1 phần tư nhân x bình này và cộng cho 15 phần tư nhân nhân x và cộng cho r thì rõ ràng bằng r đúng không? đúng không? Đề bài người ta bảo là gì? Là bằng giờ cơ mà. Đấy, bằng giờ thì rõ ràng bài này chẳng nhẹ giờ bây giờ không biết là tiệt tiêu cho nhau nữa Và giải thằng này bằng không thì xem thằng này có bao nhiêu nghiệm. Đấy, đúng không? Bằng máy tính còn biết được ngày mà hay quá thầy đúng không? Rất hay thằng khác đúng không? Ngu thì vẫn biết là có một nghiệm x bằng không mà. Đấy, x bằng không chúng ta phải đưa ra ngoài x bằng không này cần gì phải bấm này đâu đâu đúng không 1 phần tư x mũ ba đúng không trừ 13 phần hai x bình đấy trừ cho mày, trừ cho mày. chúng ta giảm mỗi cái x nhà. 1 phần 4 x và cộng với 15 phần mấy 15 phần 4 chuẩn chưa Ok chưa Đấy, Bấm bằng không thì các bạn chỉ cần muốn biết là Bài này người ta chỉ hỏi là nó số nghiệm thôi Thì muốn biết là chúng ta phải hiểu là Chúng ta bấm máy tính thằng này ra Xem có bao nhiêu nghiệm nhá Bấm máy tính nào Bấm 154 đúng không 154 Bài này chỉ cần hỏi số nghiệm thôi Tí nữa thầy sẽ dạy các bạn là tại sao có cái đấy 1 phần 4 này 1 chia 4 bằng này à, 154 nhá Các bạn bấm lại cho chắc 154 này Đấy 1 phần 4 1 chia 4 bằng trừ 13 chia 12 đúng không nhỉ? Bằng đấy. Trừ 1 chia 4 bằng và 15 chia 4 bằng. Các bạn xem là có bao nhiêu nghiệm các bạn nhá. Một nghiệm này đúng không? Hai nghiệm. Ôi giời chỉ có hai nghiệm thôi các bạn nhìn thấy không? Bấm ra nhé Đây đúng không? Thì sẽ nhìn là máy tính này, nhìn biết liền đấy mà. Một nghiệm này ngu thầy vẫn biết mà đúng không? Trừ 13 phần 12 đúng không? Thầy bấm trừ 13 phần 12 mà. Thầy viết là thế thôi, thầy viết. Rồi bấm máy tính vẫn thế. Trừ 5 phần 3 này và và ba có hai nghiệm đúng không? Vậy chúng ta hiểu này, thằng này có một nghiệm là x bằng 0 rồi đúng không? x bằng mấy nữa? Là bằng 3. Và x bằng mấy nữa nhỉ? x bằng trừ -15 phần mấy đây đúng không? Đấy, nhưng mà bài này thì sau khi ra đến đây rồi chúng ta không cần quan tâm nghiệm nó là cái gì mà chỉ cần quan tâm xem là nó bảo là xem là có bao nhiêu nghiệm mà. Xem thằng này có bao nhiêu nghiệm đúng không? Thì có nghĩa là đó là đáp án B. Ok chưa? Thầy vẫn nhập máy tính này nên thằng này đây các bạn nhìn thấy không? Đây đúng không? Đấy là trừ 13 phần 12 Yên tâm Ok chưa? Trừ 13 phần thầy viết như thế thôi mà thầy bấm bấm thì vẫn là trừ 13 phần 12 các bạn xem này. Trừ 13 chia 12 đúng không? Đấy thì nó vẫn là trừ một không phải này này các bạn bấm bằng bằng luôn đi thì nó vẫn ra một nghiệm là bằng mấy nhỉ? Trừ 5 phần 3 và bằng 3 đây còn gì nữa? Đấy, được chưa? Thì nó sẽ có có bài nghiệm thầy có dạy văn không Úi trời ơi thầy chỉ dạy tán gái thôi nhá <laughs> bài này chỉ nói đề cập số số lượng nghiệm thôi nhá không cần phải quan tâm là nó là nghiệm nào còn rõ ràng là nếu như chúng ta có thể là là cho 4 m ra ngoài cho các bạn biểu diễn tất cả những cái đấy theo m thì chúng ta vẫn có thể tìm được pqr chính xác luôn nhá mnpq tìm số chính xác tuyệt đối luôn nhưng trong bài này chúng ta không cần tìm số chính xác tuyệt đối bởi vì nó chỉ có đề cập đến số nghiệm số lượng nghiệm thôi đúng không <laughs> thầy dạy hóa nhé ok được chưa đây mấy phần hàm số tiếp tục nhá câu hàm số nào thì thầy dạy hết và đa số những bài như thế này thì thầy sẽ dạy cho các bạn về cái bản chất là chính thôi toàn bài 8 cộng chín cộng làm được xong mà chẳng lẽ mấy cái bài này không làm được câu 39 chín nào hay đúng không tiếp theo nhá câu ba chín là câu cuối cùng liên quan đến hàm số này nhớ nhá em chuyên văn xem cái này thầy kéo lại lên trên em xem lời giải với ôi giờ tí nữa thì các bạn xem về cho các bạn xem thôi nhá anh em xem về tí nữa xem thoải mái đây là những cái bài mà gọi là bài nó rất hay rồi thầy chữa những bài hai còn phần 1 thì đã có rồi nhá phần 1 những bài cơ bản thì chúng ta đã có rồi lại kiếm được bảy tám chín bài này nó không khó đề này không khó ok chưa tiếp tục là chúng ta sẽ chuyển sang thầy câu số 39 hay quá thầy đúng không ok hay mà câu bạn chín có chín thì nó người người ta cũng sẽ cho các bạn một cái đồ thị F uh, bảng thiên, đấy đúng ra là bảng mệnh thiên. Thằng này là bảng mệnh thiên của y bằng f/x. Đúng không? y bằng f/x. Thầy giáo chuyên văn nhưng bố mẹ thầy bắt dạy toán. Úi giời ơi. <laughs> Rất bá đạo rồi đúng không các em? Nói chung là mình vừa học nhưng mà phải vui mới vào được. Làm bài khó mà có phải làm như bài dễ Nhặt đâu đúng không? Bài này bài khó vãi trưởng ra nếu không học cẩn thận thì các bạn sẽ tạch ngay chứ đùa làm gì. 39 nha chưa theo chuyên đề nhá. Ông nào vào bây giờ còn chưa hiểu vì sao lại như thế thì nói luôn chữa theo từng chuyên đề cho nó dễ đã hàm số thì hàm số một loạt luôn dạy tán gái ui giời dạy tán gái tán gẫu đấy tiếp tục câu số 39 câu ba số 39 thầy hứa với các bạn là nếu như các bạn không nghe thầy giảng ấy cho dù các bạn có đọc giải đi chăng nữa các bạn cũng chả hiểu cái quái gì luôn đấy tiếp tục nào câu 39 người ta cho các bạn một đồ thị đúng không và người ta hỏi các bạn là bất phương trình này gì đây bất phương trình này nghiệm đúng đúng không bất phương trình này nghiệm đúng với mọi x thuộc chạy trong khoảng từ trừ một đến một các bạn nhìn thấy không bất phương trình này nó chỉ có nghiệm đúng khi x chạy trong khoảng từ trừ một cho cho đến một đấy ok chưa thế thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào thằng này đây nó phải biện luận này, bài này rõ ràng là khi mà người ta cho thế này thì chúng ta phải hiểu là nó là biện luận rồi đấy nó chắc chắn là phải biện luận rồi nhưng biện luận như thế nào đây nó phải biện luận như thế nào đây thì chúng ta chú ý thầy như sau cách nhá cách làm nhá cách làm thầy dạy các bạn cách làm trước nhá phải đọc đề kỹ bởi vì đó là dạy bản chất phải dạy từ tốn chậm rãi thôi những câu này câu tám cộng chín cộng rồi vội là chết ngay đã vội là chết ngay luôn khẳng định với các bạn trăm phần trăm nếu như các bạn mà vội một phát là các bạn chết ngay Câu 39, nhiều bạn là a nhiều bạn là c đúng không <laughs> muốn biết a về c thì các bạn sẽ chú ý cho thầy như sau bất phương trình này luôn luôn đúng chúng ta phải có chuyển về đổi dầu đi fx đúng không trừ mx nó sẽ nhỏ hơn gì nhỏ hơn m fx trừ mx nhỏ hơn m chuyển về đổi dấu và đương nhiên cô lập m là điều cách làm duy nhất thôi thằng này ta phải hiểu là nó là gì là cô lập m và biện luận là cách làm duy nhất cô lập m và và biện luận Đấy ok chưa và cô lập m có nghĩa là gì là chuyển m về một vế và tất cả những cái gì mà liên quan đến x thì chuyển về một vế thế thôi nghĩ đơn giản hóa vấn đề ok chưa thế thì bây giờ các bạn phải hiểu này các bạn hiểu cho thầy như sau nhá thằng này m này luôn luôn lớn hơn nó bằng thằng này đúng không? Mờ nó luôn luôn lớn bằng thằng này thì có nghĩa chúng ta bây giờ phải khảo sát thôi, khảo sát thằng này ra. Chúng ta phải khảo sát thằng vế trái. Đấy, ghi rõ vào này, khảo sát vế trái. Đấy, vế trái nha viết tắt đấy, VT là vế trái. Đúng chưa? Với mọi x gì, với mọi x nó chạy trong khoảng từ -1 cho đến 1. Đấy, các bạn khảo sát cho thầy. Ok chưa? Các bạn khảo sát thằng này nó rất rất đơn, rất đơn giản thôi. Các bạn làm nhanh này. Muốn khảo sát thì có nghĩa là gì? Chúng ta tính đạo hàm ra. Đạo hàm ra chúng ta có thằng này phải có phải là bằng f phẩy x đúng không và trừ cho gì trừ cho em mũ gì các bạn nhỉ trừ cho em mũ x đúng chưa đúng chưa Đó, đạo hàm của em mũ x thì cũng là bằng em mũ x mà thì chúng ta khảo sát thằng này ra thì chúng ta sẽ thấy được ngay mà đúng chưa đấy và f phẩy x và trừ cho em mũ x. Các bạn nhìn ra ngay và luôn cho thầy Cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào đây Sau khi các bạn đã làm ra đến đây rồi nhá Thì các bạn sẽ sẽ nhìn nhận cho thầy rằng là Cái f'x và thằng mx nó như thế nào Trên khoảng từ trừ 1 đến 1 Các bạn nhìn ra ngay vấn đề luôn các bạn ạ Phải nhìn ra ngay vấn đề luôn à, Có lớp VIP dạy cách tán gái không ạ Không, lớp VIP làm gì gọi dạy tán gái làm gì đó Phải học thật, chứ, thi thật chứ Có phải là uh, tán gái tán nghiệp gì đâu đúng không Ok chưa Đến đây đã hiểu chưa các bạn Tích đạo hàn pháp đã Đấy, rồi sau đó thì chúng ta phải chú ý thầy như sau Chú ý thầy như sau Trên khoảng từ trừ 1 đến 1 này Trên khoảng từ trừ 1 đến 1 là như thế nào đây Trừ 1 đến 1 đây, trừ 1 nó nằm đây nhá Trừ 3 đây thì trừ 1 nó nằm đây Bây giờ chúng ta quan sát này Trừ 1 đến 1 đây, đúng không? Thì suy ra như thế nào đây Đây là đường thẳng y bằng 0 các bạn này Đây chính là đường thẳng y bằng 0 Nó là trục khoanh đấy Đúng không? Lại bằng 0 nó nằm đây Đấy, thì đây chính là đường thẳng y bằng 0. Thì các bạn chú ý cho thầy rằng là với mọi x thuộc khoảng từ -1 đến 1 thì f'(x) của chúng ta nó vẫn nằm bên dưới trục khoanh. Đấy, nó vẫn nằm bên dưới trục hoành đúng không? Trục khoanh này, đây là y bằng 0 đây là gì nữa? À, y bằng 0 nó chính là đường thẳng này đây đúng không? Đấy, và chúng ta nhận thấy một điều rằng là với mọi x nó thuộc khoảng từ trừ -1 đến 1 thì suy ra là cái f /X của chúng ta vẫn nằm bên dưới của trục hoành Và chứng tỏ là f /X của chúng ta vẫn âm, thằng này âm này. Thằng này âm, đó là nhỏ hơn 0 đúng không? Và tương tự rằng là Trên khoảng từ trừ -1 đến 1 thì trừ em của chúng ta, trừ em nhá, là nó vẫn âm. Nhớ là trừ em chứ không phải là em x. nhé trừ em nó vẫn âm và tổng hai hàm số mà âm lại với nhau thì nó vẫn ra kết quả là là âm vậy chứng tỏ rằng là gì chúng ta nhận xét là một điều rất quan trọng là thằng này âm thằng này cũng âm thì suy ra toàn bộ cái hàm số này là gì là nghịch biến nghịch biến những khoảng từ trừ một đến một vậy chúng ta sẽ vẽ bảo mấy thiên thằng này ra như sau như sau nhá chúng ta có này à, đây là x này đây là y phẩy này đúng không và đây chỉ là y À, chúng ta chỉ cần quan sát trên khoản từ trừ một đến một thôi trừ một này đến một này đúng không vì đây là tổng hai hàm số đều âm F'x đều âm hết đúng không và trừ em cũng là âm thì suy ra là nó sẽ đi xuống như thế này Đấy, âm thì phải đi xuống mà đúng không y phải chúng ta đều âm âm đi xuống và đây chính là f tại trừ một các bạn này và đây chính là gì đây chính là f tại tại một thôi đúng không <laughs> thế thôi được chưa f tại trừ một và đương nhiên rằng là, gì nhỉ trong bài này nó chỉ còn chạy cũng khoảng thôi và và gì sau đó các bạn quan sát đề bài thôi m muốn lớn hơn nó lớn hơn thằng này đúng không lớn hơn thằng này thì chúng ta là chúng ta là m sẽ phải lớn hơn hoặc bằng gì là cái giá trị mắc của thằng này đúng không giá trị mắc của thằng này đấy ok chưa mắc của thằng này nó chính là bằng gì mắc của thằng này thì bạn suy ra m sẽ là lớn hơn hoặc bằng gì tại trừ một mắc của thằng này là tức là f tại trừ một này đúng không và và gì nhỉ trừ cho gì nhỉ trừ cho e mũ gì trừ một nhá em mũ trừ một là một trên e đấy đơn giản mà đúng không rất nhạt luôn đúng không đấy, rất đơn giản chúng ta tìm ra trị mắc của nó đó chính là f tại trừ một khảo sát sự biến thiên của nó ra rồi ta nhận thấy một điều rất ngay và luôn là thằng này toàn bộ thằng này nó chính là nghịch biến trên khoảng từ trừ một đến một ok chưa nghịch biến trên khoảng từ trừ một đến một thì chứng tỏ là giá trị lớn nhất nếu như mà có đạt được ấy, thì nó đạt tại trừ một nếu như có đạt được đạt tại trừ một và đương nhiên rằng là, là m chúng ta cần tìm m để cho nó luôn luôn lớn hơn thằng này với mọi x thuộc khoảng từ một đến một thì suy ra là gì là mơ phải lớn hơn hoặc bằng giá trị mắc à, lớn hơn cái lớn hơn thì lớn hơn giá trị mắc thì nó sẽ lớn hơn toàn bộ mà Đấy, không thể lớn hơn min được nhá lớn hơn giá trị mắc thì nó sẽ lớn hơn toàn bộ thằng này luôn Đấy, to toàn bộ thằng này nếu mơ nó lớn hơn thì suy ra nó lớn hơn giá trị mắc Đấy, ok chưa nó rất đơn giản luôn nó cực kỳ đơn giản nó dạy theo kiểu bản chất luôn ấy thầy quá phi phàm đúng không ui rồi quá là siêu phàm những cái gọi là phi phàm ấy <laughs> ui quá phi phàm thầy làm sao sâu so easy luôn yêu thầy quá đúng không <laughs> Ok chưa? Thầy giả hay quá đúng không các bạn nhỉ? Rất bờ rồi Đấy. Rất là, là là cảm ơn các em đúng không? Vẫn có dấu bằng mà vẫn, vẫn đạt được tại dấu bằng nhá. Đấy. Bởi vì rõ ràng là cái này không có bằng được <laughs> Cái hàm số này không đạt được giá trị lớn nhất Thì suy ra là cái này nó phải lớn hơn hoặc bằng Đấy. Bằng dấu bằng vẫn thoải mái được Đơn giản chưa? Khảo sát thằng này ra Còn nhiều bạn vẫn chưa, bây giờ vẫn chưa hiểu vì sao thằng này nó âm Thì thầy dạy lại các bạn một lần nữa này Chuyển về đổi dấu, các bạn tính đạo hàm thằng này ra là f x, trừ cho em mũ x đúng không? Đấy. Đạo hàm em mũ x thì vẫn bằng em mũ x mà FX là gì đây? FX thì các bạn nhìn vào đây này, FX thì nó trong khoảng từ trừ -1 đến 1, các bạn nhìn thấy trừ -1 đến 1 không? Thì nó âm rõ ràng nó âm nó nằm bên dưới trụ quanh nó nó âm hết. Nó nằm bên dưới trụ quanh nó là âm hết. hiểu chưa? Thằng trừ em ấy cũng là âm. Tổng hai hàm âm thì làm sao, sao? Là nó mà ra một âm. Và suy ra là toàn bộ cái hàm số vế bên trái này nó đều nghịch biến trên khoảng từ âm -1 cho đến 1, tức là nó đi xuống. Và chúng ta sẽ dễ dàng đoán ra cái có thể là giá trị mà gần như đạt giá trị lớn nhất là nó lại tại là trừ một chứ mà thực ra thì bài này là khoảng thì rõ ràng là không đạt được tại giá trị lớn nhất nhưng mà đó là lý do vì sao chỗ này là có số bằng ok chưa rất đơn giản đúng không các bạn nhỉ? nó cực kỳ đơn giản luôn đó là chính là vừa kết thúc xong phần hàm số rồi Đấy, vừa kết thúc xong phần hàm số trong chưa là các bạn sẽ comment cho thầy số 1 xuống dưới nào để chúng ta tiếp tục nào Đấy, những câu bài hay thì thầy đều giải rất là chậm rãi và xúc tích và có thể là giải cho bạn cách nhanh nhất có thể luôn nhá Chào chưa các bạn ơi Chào chưa Ôi trời sao mà không thấy comment nữa đây nhỉ Đâu hết rồi hay là bị mạng bị lang à Bị lag quá à các bạn <laughs> Tiếp tục nhá Chúng ta sẽ chuyển sang cho thầy là câu số bao nhiêu nhỉ Bây giờ các bạn thích câu nào thì chữa câu đấy thôi Các bạn thích câu nào thì bây giờ thầy chữa câu đấy nhá Giờ thì nó lại còn lại một số bài nó rất nhạt rồi nào câu số 3. bây giờ chữa hình hay là chữa đại đây à có một cái bài đại bài xác suất để thầy nghĩ là nhiều bạn bây giờ chưa biết làm <laughs> bài 40 này à, 40 này chúng ta giải quyết nốt cho thầy nhá 40 sau đó chiến hết Ok chưa? 40, lại câu 40 nhá. Ôi sao không thấy comment nữa nhở Đâu hết rồi các bạn ơi. Ôi giời ôi giời, ôi giời ôi giời ôi giời thầy quên mất thầy lại lướt lên trên. Số 2 được không thầy? Được rồi nhá. Câu số 40 nhá. Câu này thực ra thì uh, rõ ràng là bài về xác suất này các bạn phải đọc đề, không đọc đề thì các bạn chả hiểu đề thì chắc các bạn các thầy vẫn cam kết với các bạn rằng là nó không bao giờ có thể hiểu được nếu như các bạn không biết cách đọc đề. Đấy, đọc đề ra nhá bởi vì xác suất là đi nó dài kinh khủng luôn bài xác suất này thằng này là bài về bài về xác suất đấy thằng này là bài về lãi suất đúng không hai bài rõ ràng là các bạn phải đọc đề thì các bạn mới hiểu được ngay được chưa câu 40 nhá xử lý xử lý câu 40 trước 49 đi ạ ôi giờ 49 chữa rồi ông ạ à. ở câu 40 có hai dãy ghế đối diện nhau và xếp ngẫu nhiên 6 học sinh gồm 3 nam và 3 nữ ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Tính xác suất để mỗi học sinh nam đều có đối diện gì đây? Đều có ngồi đối diện với một học sinh nữ bằng bao nhiêu? Cái này các bạn phải đọc đề nhá. Hệ tọa độ không gian có chữa không thầy? Chữa hết nhá. Các bạn chú ý này, bài này thì các bạn có thể vẽ hình ra cho thầy như sau. Đây có ba cái hàng trên này đúng không? Đây là dãy... đây, ba hàng đây. Đấy, đây là dãy A đi, đây là dãy B đi nhá. Vẽ ra cho thầy. Đấy, đây là dãy B. Và đề bài người ta bảo là gì đây? có mỗi dãy có ba ghế tức là có hai dãy ghế đối diện nhau à, mỗi dãy có ba ghế là một hai ba bốn đúng không một hai ba và đây sẽ bốn năm sáu đi đấy, theo thứ tự như thế các bạn có thể đánh dấu hoặc không được không quan trọng ok chưa nhưng mà bây giờ các bạn phải hiểu cho thầy như sau xếp ngẫu nhiên 6 học sinh gồm 3 nam ba nữ ngồi vào hai dãy ghế đó đấy sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi thì các bạn chú ý cho thầy là bây giờ muốn tìm xác suất thì đầu tiên các bạn phải tìm không gian mẫu đã đúng không không gian mẫu của chúng ta đây là nó chính là 6 6 dài thừa Đấy, sau giải thừa Vẫn tiếp tục Bây giờ chúng ta muốn tìm ra xác suất thì các bạn phải gọi cái biến cố của chúng ta đó chính là gì nhỉ Là là gì nhỉ Để làm sao đấy số cách chọn ra để số học sinh nữ và học số học sinh nam phải đối diện nhau Đấy thì bây giờ chúng ta có bao nhiêu cách để chúng ta chọn ra cái biến cố đấy Thì chúng ta có thấy như sau Để học sinh nữ và học sinh nam ngồi đối diện nhau thì chúng ta có tổng cộng những có những phương pháp như sau đầu tiên chúng ta phải chọn thầy dạy a trước dạy a trước nhá dạy a thì có ba ba nữ đúng không ba nữ thầy chọn cách thứ nhất là uh, chọn ba nữ ngồi vào dạy a ba nữ ngồi vào dạy a thì có ba giải thừa cách đấy được chưa sắp xếp mà sắp xếp là liên quan đến giải thừa mà được chưa ba nữ ngồi ở dạy a thì chúng ta có có ba giải thừa cách tiếp tục ba nam ngồi ở dạy b thì có có ba giải thừa cách đấy được chưa ba giải thừa nhân ba giải thừa cách và cuối cùng là gì là cái thằng này nó có thể đổi chỗ với nhau tức là dạy a thì lúc nãy là nữ ngồi dãy B là nam ngồi thì bây giờ nó đảo ngược lại, tức là chúng ta còn nhân cho hai cái nữa là nhân hai trường hợp nữa. Đúng chưa? Ok chưa? Thì chúng ta sẽ tính ra ngay. Tính ra ngay là chúng ta sẽ suy ra được đáp án đúng không? Cái này thì các bạn có thể tự tính cho thầy cũng được nhá. Các bạn hoàn toàn có thể tự tính cho thầy cũng được bởi vì thầy chỉ nói cho các bạn cách chúng ta sẽ suy ra ngay mà. <laughs> đúng không? Nhưng mà rõ ràng chỗ này là phải là bằng mấy nhỉ? 2 mũ 3 đúng không? 2 mũ 3. Vì sao 2 mũ 3 thì thầy đã nói các bạn. À, chúng ta bấm máy tính là chúng ta biết ngay mà chúng ta có bạn 3 này. 3 bấm 1 1 nhá. 3 dây thừa đúng không các bạn nhỉ? Nhân cho 3 dây thừa này, nhân cho gì nhỉ? À, uh, 2 mũ 3 đúng không? Mũ 3. Đấy, bằng chia cho 6. 6 dây thừa. Đấy, thì bằng mấy nhỉ? Bằng 2 phần 5 thì đó là đáp án đáp án A nhá. Đó đó là đáp án A. Ok chưa? Năm <laughs> nữ sen kẽ làm sao có chuyện đấy được. Đó là bài về uh, xác suất bài này là nó chỉ ở thiên về đọc đề thôi các bạn tại sao hai mũ ba bởi vì nó có thể là sắp xếp lẫn uh, lẫn lộn nhau được mà có thể đổi vị trí nhau ví dụ như thằng một này bây giờ nó lại ngồi với bốn đúng không thằng một này nó lại ngồi với bốn này nó xen kẽ nhau được đúng không miễn sao là là gì nhỉ là một là nam này nam nó ngồi ở chỗ ngay okay, một đúng không nữ ngồi ở bốn thế ngược lại ngược lại có nghĩa là gì có thể là nam có thể là ngồi ở hai đấy nữ ngồi ở năm và sau đó thì nó chéo nhau được mà đúng không? Chèo nhau được, nói chung là tất cả cái này đều chèo nhau được, nó cũng không có vấn đề gì đâu, hai mũ ba lên mà có vấn đề gì đâu. Nào bây giờ chúng ta sẽ chữa thầy là câu số 34, 34 và câu số 35 nhá. Câu 34 và 35 hôm qua thì chữa câu 35 rồi nhỉ? Câu 34 nhá. 34 là câu về hình hình ấy. Hình thì nếu như bạn nào yếu hình thì các bạn sẽ uh, rất là mệt đấy nhá. Ok chưa? Câu tiếp theo của chúng ta đó là chính là gì nhỉ? Đó chính là câu số 34 nha, câu 34. Cho hình thoi Đấy, có hình, có cho hình thoi có đáy là hình thoi đúng không? Cho hình chóp có đáy là hình thoi Bài này thì rõ ràng là các bạn phải vẽ hình rồi nhưng mà có một cái hay đó rằng là là đáy của nó là hình thoi và người ta đã cho các bạn một góc này rồi và góc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề liên quan tam giác đều các bạn này. SA vuông góc với đáy. Các bạn vẽ ra cho thầy nhá. Đây, các bạn vẽ ra cho thầy vẽ hình ra nhá cái này các bạn bắt buộc phải vẽ hình rồi đấy chúng ta có cho thấy như sau được chưa đây là s này a này b này c và d đấy ok chưa sa vuông góc với đáy các bạn ký hiệu luôn hình thoi có cạnh bằng a sa cũng bằng a và bây giờ người ta hỏi khoảng cách từ điểm b đến mặt phẳng scd đúng không khoảng cách từ điểm b đến mặt phẳng scd thì chúng ta thấy cho thầy rằng là khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SCD cũng chính là bằng khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SCD bởi vì các bạn cái này là nó là liên quan song song rồi, đúng không? Chúng ta có khoảng cách từ điểm B cho đến mặt phẳng SCD thì cũng chính là bằng khoảng cách từ điểm A cho đến mặt phẳng gì? SCD. Đấy. Ok chưa? Vậy muốn tìm khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SCD thì rõ ràng cái này nó chính là nằm trong level gì nhỉ? Nó nằm trong level thứ hai, tức là cái điểm chúng ta cần tính khoảng cách nó lại trùng một chân chiều cao thì các bạn chỉ cần vẽ thầy ba nét thôi nét thứ nhất là các bạn từ điểm A chúng ta dựng một cái đường thẳng mà vuông góc với gì nhỉ? Vuông góc với thằng CD đấy được chưa? Đó là nét thứ nhất. Nét thứ hai là chúng ta nối S với C lại với nhau các bạn này. Nét thứ nhất, nét thứ hai là nối S lại. Thầy gọi điểm này điểm Y và nét thứ ba là chúng ta hạ thầy là AK đấy AK đây nó sẽ vuông góc với thằng ED và chúng ta sẽ suy ra cho ngay hình ngay và luôn AK này nó chính là bằng khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SCD luôn. Đó chính là cái khoảng cách cần tìm. AK của chúng ta đó chính là khoảng cách chúng ta cần tìm. Được chưa? Và muốn tính AK thì chắc chắn rằng là gì nhỉ? Chúng ta phải sử dụng hệ thức lượng, tức là 1 chia cho AK bình thì bằng gì? 1 chia cho SA bình và cộng 1 chia cho AI bình. Đấy. Ok chưa? Đây là chắc chắn là dùng hệ thức lượng và chúng ta chỉ cần nhớ thầy là SA người ta đã cho sẵn rồi, bây giờ chúng ta muốn tìm tìm AI nữa được đúng không? Các bạn chỉ cần tìm AI ra là được thôi. Và đã biết là góc A này bằng 60 độ các bạn này. Đấy, muốn tìm AI có nghĩa là khoảng cách từ điểm A đến CD chúng ta muốn tìm AI các bạn có thể vẽ ra thầy một cái hình thoi bên ngoài vẽ ra thầy một cái hình thoi bên ngoài như thế này này đấy A B C D được chưa góc A bằng 60 độ nó nằm đây đấy và chúng ta muốn tìm khoảng cách từ A đến cạnh CD thì các bạn vẽ dài thằng này ra này đấy được chưa chỉ độ thầy gọi thể đây là điểm Y và chúng ta muốn tìm được thằng này đúng không thì rất đơn giản thôi đó là gì là nó vuông góc với gì AI nó vuông góc CD thì suy ra AI của chúng ta cũng sẽ phải vuông góc với thằng AB là góc này vẫn vuông đúng không mà góc này bằng 60 độ thì chứng tỏ góc này là mấy? Là bằng 30 độ thôi. Đấy, cạnh AD của chúng ta người ta đã đề bài người ta cho bằng A rồi đúng không? Và đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng thầy cosin của 30 độ. Cosin của 30 độ tức là bằng gì? AI và trên cho gì? AD. Đấy, vẫn từ đây chúng ta sẽ tính được cho thầy AI nó chính là lấy cốt 30 nhân cho AD là bằng căn 3 trên 2. Đúng không? Và nhân cho AD tức là AD bằng bằng A. Đấy, chúng ta tìm là AD là AI nó chính là bằng A căn 3 trên 2. Được chưa? Và sau đó thì chúng ta thay vào đây thôi, thay vào đây công thức này thôi và chúng ta có này bằng bằng 1 trên cho gì SA bình là bằng 1 trên A bình luôn cộng với 1 trên AI bình mà AI bằng này rồi thì chúng ta đảo ngược lên là nó chính là bằng 4 chia cho gì? Chia cho 3A A bình tức là nó sẽ là bằng 7 chia cho 3A bình đúng không? Và từ đây chúng ta sẽ suy ra AK nó chính là bằng gì? Là bằng A căn 3 trên căn căn 7 và bằng với A căn 21 phần phần 7 được chưa? A căn 21 phần 7 thì đó chính là cái cạnh chúng ta cần tìm là khoảng cách Đúng không? Vậy là đó chính là đáp án A Đấy Ok chưa? Đó chính là đáp án A Tiếp tục đó chính là câu số 35 lăm. À, câu số 35 nhá Câu số 35 là một câu về tọa độ không gian Nếu như bạn nào chưa học về cái tọa độ không gian này thì các bạn rất là khó 35 nhá trong không gian Z cho mặt phẳng P có phương trình như hai và đường thẳng này tìm hình chiếu vuông góc đúng không? Hôm qua thì thầy đã dạy các bạn cách để chúng ta loại đáp án rồi. Đấy, chúng ta lại có cách để chúng ta loại đáp án rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ thì thầy sẽ dạy các bạn là là cách để chúng ta hiểu bản chất luôn nhá. Các bạn làm. Đầu tiên là các bạn phải nhớ thầy là có một cái mặt phẳng là như thế này này. Đấy, một cái mặt phẳng P là như thế này đúng không? Vậy vuông góc hình chiếu vuông góc có nghĩa là gì đây? Một đường thẳng D. Nó muốn tìm được hình chiếu vuông góc có nghĩa là chúng ta phải tìm giao điểm trước, thầy gọi điểm A. Rồi sau đó các bạn sẽ gọi một điểm điểm B thuộc thuộc trên đường thẳng này, nó sẽ vuông góc xuống cái mặt phẳng P. Đấy, thầy gọi điểm là điểm H, đúng không? Và và gì? AH được gọi là hình chiếu của cái đường thẳng AB lên mặt phẳng P. Và bây giờ người ta sẽ hỏi là hỏi cái tìm được thằng AH. Đúng chưa? Đấy hỏi là hỏi tìm được thằng AH. Vậy chúng ta muốn tìm được thằng AH thì như thế nào đây? Đấy, tìm được thằng AH như thế nào đây? Thì các bạn chú ý này. Hôm qua thì thầy đã dạy các bạn để chúng ta loại đáp án A và đáp án D rồi nhá. Hôm qua thầy đã dạy các bạn cách để loại đáp án A và đáp án D bằng cách là chúng ta sẽ tìm ra điểm nó đi qua của đường thẳng này và thử thay vào mặt phẳng này xem có được hay không, đúng không? Đấy, chúng ta đã tìm ra tọa độ ví dụ điểm A này chẳng hạn. Cái đường thẳng A này thì nó có phải tọa độ là 1 à, chư 1 chư 1 và 1 đúng không? Đấy chúng ta thay vào cái gì? Thay vào cái mặt phẳng này thì rõ ràng là nó không thuộc. Đúng không? Thì chúng ta đã loại được ra đáp án A và đáp án D. Tương tự chỉ còn đáp án C và đáp án B thôi. Vậy hai đáp án này nó chỉ khác nhau mỗi cái vector gì nhỉ? Vector chỉ phương thôi. Đúng không? Đấy. chỉ khác nhau mỗi vector chỉ phương và muốn tìm ra vector chỉ phương chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên, chúng ta có thầy như sau. Chúng ta có nhá. Là các bạn cần phải dựng cho thầy một đường thẳng. Đấy, dựng ra một đường thẳng đúng không hoặc là các bạn làm theo cách nhanh nhất như, như, nào? đầu tiên các bạn lấy cho thầy một điểm b lấy một điểm b thuộc cái đường thẳng d đường thẳng d đó chính là đường thẳng người ta cho đây các bạn này là gì đây tọa độ bằng mấy b có tọa độ là không trừ một và và hai lại không trừ một và hai nhá rồi sau đó chúng ta viết phương cái phương trình mặt phẳng mà chứa đường thẳng d mà vuông góc với thẳng thẳng mặt phẳng p nhá chúng ta viết cho thầy cái phương trình này viết phương trình mặt phẳng p đấy chứa cái gì chứa cái đường thẳng d và vuông góc với à đây mặt phẳng q đi và vuông góc với mặt phẳng q đấy được chưa chúng ta phải cần phải viết cho thầy cái phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng d tức là đường thẳng ab trong bài này đường thẳng ab nó trên đường thẳng d nhá và và vuông góc với mặt phẳng p này đấy ok chưa thì bây giờ chúng ta sẽ tìm ra ngay thôi mà luôn luôn viết được và viết như thế nào chúng ta có điểm B là chính là điểm mặt phẳng này nó đi qua và chúng ta cần tìm vector pháp tuyến của mặt phẳng này bằng cách là chúng ta nhân có hướng với hai vector một đó chính là vector gì vector pháp tuyến của mặt phẳng P tức là chúng ta có NP bằng bao nhiêu NP trong bài này các bạn nhìn thấy này mặt phẳng P đã cho rồi nhá thì chúng ta sẽ suy ra NP đó chính là tọa độ là một 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 nếu như bạn nào học OXZ thì chúng ta sẽ suy ra ngay luôn tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ tìm ra cho thầy cái U của đường thẳng D nó chính là bằng mấy đây một hai trừ một một hai trừ 1 Đấy Và đương nhiên chúng ta sẽ tìm ra thầy là Cái N của mặt phẳng quy Nó chính là bằng tích có hướng của NP và và UD Đấy Cái này thì các bạn có thể dùng máy tính để các bạn bấm được nhá Ok chưa Cái này thì rõ ràng là nhiều bạn chưa học đến mà Nhiều bạn chưa học đến thì các bạn chưa thích xem thôi Nào chúng ta bấm máy tính cho thầy như sau Bấm mốt 8 này đúng không Mốt 8 chúng ta nhập cho thầy vector vào nhá Cái này các bạn biết cách bấm máy tính chưa Bấm tích có hướng của hai vector đấy một bằng này, một bằng này, một bằng đúng không? Đấy và cái này thì các bạn có thể bấm cho thầy như sau là shift 5221 là nhập vector. 1 bằng 2 bằng trừ -1 bằng. Đấy, được chưa? Ta nhập vector hôm qua thầy đã nói cho các bạn rồi nhá. Hôm qua thầy đã nói cho các bạn cách bấm rồi. Sau đó các bạn bấm shift 53 gì nhỉ? Nhân shift 54 5, Đấy, bấm bằng một phát là nó sẽ ra cái tọa độ của vector nơi quy đó là chính là bằng trừ -3 2 và 1. Đấy. Trừ -3 2 và 1. Đấy, được chưa? Và đương nhiên là chúng ta phải hiểu rằng là trừ 32 và 1 nó chính là vector của vector pháp tuyến của mặt phẳng cần tìm. Đấy, vector pháp tuyến của mặt phẳng cần tìm các bạn nhớ nhá. Được chưa? Và bây giờ chúng ta muốn viết được phương trình hình chiếu là chính là phương trình đường thẳng AH này thì bây giờ các bạn sẽ là gì nhỉ? À, chúng ta phải tìm cho thầy cái phương trình vector chỉ phương của đường thẳng AH này thì các bạn nhớ cho thầy như sau. Cái đường thẳng AH là đường thẳng chúng ta cần tìm, nó sẽ nằm trong gì? Nó nằm trong mặt phẳng P, đúng không? Thì suy ra là U của đường thẳng AH nó phải là vuông góc với NP. Đấy và tương tự, cái đường thẳng AH này nó cũng sẽ nằm trong mặt phẳng Q. Mặt phẳng Q chính là mặt phẳng chúng ta vừa viết xong. Thì suy ra là U của đường thẳng AH này, Đấy. nó cũng sẽ vuông góc với cả N của Q. Đấy và NP và NQ chúng ta đã biết rồi nhá. NP và NQ chúng ta đều biết rồi. Đúng không? NP là chúng ta vừa tính xong này. Đấy, đây là NQ đây. NP của chúng ta đã có sẵn ở trên đây. Đấy và đương nhiên chúng ta nhân tích có hướng của hai thằng này lại với nhau đúng không? Thì chúng ta sẽ bấm được ngay. Nào các bạn sẽ bấm lên như thầy như sau. Đấy, 17 nhá. Bây giờ chúng ta nhiệm vụ là chúng ta nhập cho thầy hai vector là vector NP là 111 và vector NQ là -3, 2 và 1 vào nhá. Ta bấm 11 1 như sau. Bấm 18 này, đúng không? 1 này, 1 này. Đấy, nghe thầy nói là các bạn biết ngay mà. Đúng không? Bấm tích có hướng bấm hết 1 bằng 1 bằng 1 bằng. Đấy, tiếp tục bấm ship 5 2 2 1 Đấy. Có trừ 3 bằng, 2 bằng và 1 bằng. Được chưa? Sau đó chúng ta nhân có hướng thì các bạn nhân bình thường này là bấm shift 53 nhân cho dấu nhân này. Shift 54. Đấy, đó là cách chúng ta bấm được ra vector thì chúng ta sẽ suy ra là trừ -1, 4, trừ -1, trừ -4 và 5. Đấy, được chưa? Thì chúng ta sẽ suy ra là vector cần tìm đó là u của thằng AH nó chính là bằng gì nhỉ? À? Trừ -1, trừ -4, 5. Trừ -1, trừ 4 và và 5. Đấy, ok chưa? Thì rõ ràng này các bạn nhìn thấy cho thầy là bây giờ nó chỉ còn lại hai đáp án B và đáp án C thôi đúng không? Thì vector này này và vector này nó sẽ cùng phương với nhau thì suy chúng ta chọn đáp án C. Còn cái này, vector chúng ta cần tìm và vector này nó lại không liên quan đến nhau. Đấy. Ok chưa? Thì đó chính là đáp án C. Rất đơn giản rồi. nhưng mà các bạn phải thành thạo về vấn đề liên quan bấm máy tính trong máy tính của chúng ta mấy cái vector mà tính tích có hướng hay tính tích vô hướng chúng ta đều có thể làm được hết Đấy, tất cả đều chúng ta làm được hết Ok chưa Ngoài ra thì còn một số bài nữa Bài về uh, 45 này đúng không Bài 45, 46 nữa này Ôi trời có cũng khá nhiều bài phết Ok chưa các bạn ơi <laughs> Bấm ra là xong ngay mà Được chưa Còn một số câu nữa nhỉ Một số câu nữa thì chúng ta chữa theo chuyên đề thôi Một số câu nữa Ví dụ là câu số 37 Câu số 38 Thì thầy sợ rằng là nhiều bạn bây giờ đang chưa chưa được học Đúng không các bạn nhỉ Nhiều bạn chúng ta chưa được học Thì câu số 38 thầy nói cho các bạn về cách làm trước nhá câu 37 à? Ôi trời câu 37 bình thường, câu 37 thì chúng ta chữa luôn được nha, câu 37 đi. 37 là câu về số phức mà. Câu 37 là một câu số phức chúng ta nhớ cho thầy là người ta cho các bạn một biểu thức số phức nó như thế này. Đấy thì chúng ta phải gọi cho thầy là cái Z bằng A cộng B ra nha, Z bằng A cộng B rồi sau đó các bạn nhân vào thế này thôi. Rất đơn giản thôi, cực kỳ đơn giản nhá. Chúng ta có này. Z cộng 2i tức là A cộng B đúng không? Nhân cho gì? À, cộng cho 2i luôn này, cộng cho 2i luôn nhá. Đấy, và nhân cho gì? Z ngang. Z ngang ở đây thì các bạn nhớ thầy là số phức liên hợp chúng ta đã học rồi đúng không? Là A trừ BI Đấy và cộng cho 2 Đấy Và chúng ta nhiệm vụ chỉ có nhân phá ra thôi Bài này chỉ có tính toán thôi Đúng không? Đó chính là gì? A cộng cho 2 cộng BI Đấy Nhân cho gì? Nhân A cộng 2 mà trừ cho gì? Trừ cho BI Được chưa? Thì nếu như mà bạn nào tính được nhanh thì chúng ta sẽ suy ra đây chính là một gì nhỉ? Một hàng đẳng thức đúng không các bạn nhỉ? À, a cộng 2 đúng chưa z cộng 2 i, 2 i nhá nếu là 2 i ở chỗ này là phải là 2 y này 2 i, được chưa a cộng 2 này và và cộng cho b được. đương nhiên chúng ta phải nhóm phần thực và phần thực lại phần ảo và phần ảo lại với nhau rồi nhiều bạn chưa học số phức à còn lại là mấy phần chưa học đúng không nhỉ chúng ta có thể như sau a này cộng với b cộng 2 đúng không nhân y Đấy, đóng ngoặc lại nhân cho a cộng 2 trừ cho b đấy được chưa Rõ ràng bây giờ thằng này có chỉ việc nó nhân phá ra thôi, chúng ta có thể như sau. A nhân a cộng 2. Đấy, nhân phá ra nhá. Bắt đầu các bạn nhân phá bung hết tất cả ra cho thầy. Tiếp tục. A nhân a cộng 2 rồi, tiếp tục. B cộng 2 nhân cho B trừ B, nhưng mà y bình bằng trừ 1 rồi suy ra chúng ta cộng với B nhân cho B cộng 2 luôn. Đấy. Được chưa? Và bây giờ nó chính là phần ảo, phần ảo ở đây chúng ta nhớ đây là phần thực rồi này. Đây là phần thực rồi. Còn những phần nào mà gọi phần ảo có nghĩa là nó liên quan đến cái y. Đấy, liên quan đến cái y. Ok chưa? chưa học câu 37 và 8 à? Ok. Rất nhiều bạn chưa học câu 37 và 8 nha. Thành ra nó cũng hơi khó nhưng mà thầy cũng sẽ chữa các bạn nốt thôi. Không sao. A cộng 2 nhân cho B cộng 2 nhân Y. Đấy. Được chưa? Tiếp tục. Y nằm ngoài nhá. Và cộng cho gì nhỉ? À, A trừ cho trừ A nhân cho B. B Y. Đấy đương nhiên là cái này thì các bạn không phải quan tâm nữa rồi bởi vì rõ ràng là nó chính là là phần ảo à, một phương phức thì chúng ta hiểu đây là nó sẽ bao gồm có hai phần là một phần ảo và một phần uh, phần thực rõ ràng thằng này được gọi là phần thực các bạn này thằng này gọi là phần ảo ảo à, có nghĩa là cái phần mà dính vào cái y ấy gọi là phần ảo nhá và không lấy không tính y y gọi là đơn vị ảo và người ta hỏi là gì đây? Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của Z là một đường tròn thì chúng ta phải hiểu là gì đây? Nó là một số thuần nào chứ nhé chúng ta phải xử lý số thuần nào có nghĩa là phần thực của nó phải bằng 0. phân thực của nó bằng 0 tức là chúng ta sẽ cho thấy cái phần thằng này này bằng 0. A bình này cộng với B bình này đúng không? Cộng với 2A và cộng với 2B thì thằng này phải bằng 0. Đấy, được chưa? Ok chưa? Nhân vào mà nhân phá ra thôi mà có bài này chả có cái gì cả. Và người ta hỏi là tập hợp điểm biểu diễn của tất cả số phức này là một đường tròn thì chúng ta phải suy ra như thế như sau thằng này là một đường tròn thì chúng ta phải thấy ra này là chúng ta phải thêm bớt thôi ví dụ a bình này cộng 2 a thì rõ ràng phải thêm một đúng không tương tự cộng với b bình cộng 2 b thì nó phải thêm một đấy và đương nhiên, đương nhiên là nó phải trừ cho trừ cho hai và trừ hai chúng ta chuyển sang bên kia nó bằng hai luôn chỉ có thêm bớt thôi đúng không chỉ có thêm bớt thôi, đây 1 một này, 1 một cộng 1 2 2, 2 đây 2 hết thôi Thì chúng ta sẽ thấy rằng đây nó rõ ràng là một phương trình A cộng 1 tất cả bình đúng không? Cộng với B cộng 1 tất cả bình thôi, thì bằng 2 Đấy, được chưa? Và rõ ràng bài này nó bảo tìm tâm của đường tròn đó Tâm của đường tròn thì chúng ta thể thấy luôn là bằng 1, trừ 1 và trừ 1 luôn Thì đó chính là đảm bản, đảm bản gì nhỉ? Đảm bản D, trừ 1 và trừ 1 luôn Nhá. Nói chung là còn lại một số bài nó liên quan đến OXYZ này, nó tích phân này đấy thì đều là những cái phần mà các bạn chưa học thôi. Vì bài này là phải bắn về bài về tích phân này. Bài này là Z này nhưng mà mấy bài này rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Được chưa? Chưa học tới nó rõ ràng các bạn chưa học tới thì các bạn sẽ chưa thể hiểu rồi. Còn nếu như các bạn đã hiểu học tới rồi thì nó sẽ là rất là dễ dàng được chưa? Mấy cái bài này nó đều dùng tích phân hết mà làm sao mà không dùng tích phân thì các bạn sẽ rất là khó để chúng ta làm được bài này. Được chưa? Cũng khó nhỉ nhiều bạn chưa học tới. <laughs> nếu như học thì chúng ta sẽ suy ra ngay được cái tích phân. Thôi rồi. Những cái còn những bài còn lại thì hôm sau thì chúng ta sẽ học thì thầy sẽ chữa các bạn nhé. Thầy dạy hay thật đấy, đúng không? Chi tiết này còn kết hợp Casio nữa, vui bá cháy luôn thầy ạ. À. OK. 46 này là tích phân thôi, câu 46 này tích phân mà chắc chắn là tích phân, nhá bạn nào mà chưa học thì thôi rồi hôm nay chúng ta sẽ kết thúc đấy các bạn nhé một số bài chưa học mà thầy thầy chữa các bạn thì cũng chán lắm bởi vì các bạn chưa học đến cái cái, cái phần, uh, phần 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 cái này thì động chạm này sợ là mất thời gian của, thầy, của của thầy và mất thời gian của các bạn Thế thôi hôm sau chúng ta sẽ học nhá bốn sáu rồi hôm sau chúng ta sẽ học tiếp với các bạn nhá giờ thầy cũng khá là mệt rồi nhá hôm sau chúng ta sẽ học tiếp bye bye các bạn bởi vì một số phần các bạn chưa học đến nhá